Sau đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục nhân vật sự kiện với trích đoạn bài viết tướng Nguyễn Ngọc Loan và biến cố Tết Mậu Thân của tiến sĩ Trần An Bài đăng trên trang ongvaovẻ.wordpress.com. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhân kỷ niệm 40 năm biến cố Tết Mậu Thân 1968, người Việt quốc gia hẳn không bao giờ quên những cảnh tượng tang thương đẫm máu do Cộng sản Bắc Việt gây nên. Riêng ngành cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa có một câu chuyện thật, thật 100%. Câu chuyện ấy vang lừng khắp thế giới. Câu chuyện ấy được kết thúc với nhiều đau thương, nghiệt ngã qua cái chết của cả một đời, một vị tướng và đau khổ hơn nữa qua cái chết của cả một chế độ. Khiến Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, hàng triệu người phải lưu vong và hàng vạn quân cán chính phải trải qua bao nhiêu năm tháng tù đày, tủi nhục. Đó là câu chuyện về tướng Nguyễn Ngọc Loan trong biến cố Tết Mậu Thân. Tết Mậu Thân 1968, mịt mù khói lửa. Bằng Hiệp ước Geneva năm 1954, các cường quốc trên thế giới đã chia cắt nước Việt Nam thành hai lãnh thổ với hai chế độ chính trị hoàn toàn khác nhau về ý thức hệ. Miền Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo khối Cộng sản quốc tế. Miền Nam là nước Việt Nam Cộng Hòa theo khối Thế giới Tự Do. Tuy nhiên, ngay khi ký hiệp ước, miền Bắc đã có kế hoạch xâm chiếm miền Nam bằng võ lực. Họ gài cán bộ để hoạt động du kích chôn mìn, đặt bằng trong, tấn công quân đội Việt Nam Cộng Hòa và tiêu hủy các làng mạc có dân chúng miền Nam. Sau đó, họ thiết lập đường mòn Hồ Chí Minh dọc biên giới Lào-Campuchia để chuyển quân và võ khí đạn dược từ miền Bắc vào Nam. Ngày 6 tháng 7 của năm 1967, đang khi chuẩn bị cuộc tấn công Việt Nam Cộng Hòa, Đại tướng Cộng sản Nguyễn Chí Thanh bất ngờ qua đời. Bắc Việt loan tin là ông chết vì bệnh tim ở Hà Nội, nhưng sau đó báo chí Tây Phương xác nhận tướng Thanh chết vì trúng bom của Hoa Kỳ. Cũng có tin là ông bị thanh toán nội bộ. Sau đó, tướng Võ Nguyên Giáp được Đảng Cộng sản chỉ định tiếp tục lập kế hoạch tấn công lớn vào dịp Tết Mậu Thân. Như các năm trước, vào các dịp Tết và lễ lớn, hai miền Nam Bắc đều đồng ý hưu chiến trong ít ngày. Dịp Tết Mậu Thân năm 1968, Bắc Việt đề nghị hưu chiến 7 ngày, nhưng Việt Nam Cộng Hòa chỉ đồng ý 3 ngày. Tin tưởng vào lệnh hưu chiến này, 50% quân nhân miền Nam được phép về gia đình ăn Tết. Dưới không khí linh thiêng của ngày Tết Mậu Thân, mọi người lũ lượt đến chùa và nhà thờ để cầu nguyện bình an cho năm mới. Tiếng pháo và mũ lân mừng xuân của miền Nam bỗng dưng bị pha trộn bằng tiếng súng của Cộng sản. Nhà cửa bốc cháy, hòa lẫn tiếng đàn bà con nít khóc lóc thảm thương. Bắc Việt đã tung vào trận đánh Tết Mậu Thân 80.000 lính từ miền Bắc vào, cùng với tất cả các lực lượng du kích và đặc công trong thành phần mặt trận giải phóng miền Nam để tấn công 36 trong số 44 tỉnh miền Nam và 6 thị xã, cùng với 64 trong số 242 quận lỵ. Các cán binh Cộng sản chỉ được học tập tấn công nhưng không biết đường rút quân. Tại những cộng sự đặt súng lớn, xạ thủ bị xích chân và bằng súng. Điều này chứng tỏ Cộng sản quyết tâm tử chiến, thắng thì sống, thua thì chết. Đêm 30 rạng ngày 31 tháng 1 năm 1968, dương lịch, tức đêm mùng 1 rạng mùng 2 Tết, Sài Gòn bị tấn công tại nhiều địa điểm quan trọng như là phi trường Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Đài phát thanh Sài Gòn, Tòa đại sứ Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Hải quân, Dinh độc lập phía đường Nguyễn Du. Cộng sản tưởng rằng khi họ về thành phố sẽ được dân chúng tiếp đón niềm nở. Nhưng thực tế, Cộng sản tới đâu, người dân đều bỏ chạy. Hơn lúc nào hết, các cảnh sát quốc gia đã trở thành người bạn kháng khích nhất của dân. Họ canh gác nhà thương để bảo vệ bệnh nhân, họ giúp đỡ dân chạy loạn và họ phối hợp với các quân binh chủng chiếm lại từng nhà, từng tấc đất đã bị cộng quân chiếm giữ. Vì số lượng dân chúng gồm đàn bà, trẻ con bị thương tích quá đông, các bác sĩ và y tá phải tràn ra các đường phố để cấp cứu. Các thương binh Cộng sản được đối xử rất nhân đạo, họ được cứu chữa giống như các thương binh Việt Nam Cộng Hòa và dân chúng. Cố đô Huế bị thiệt hại nặng nhất, 12.000 quân Cộng sản tiến chiếm Huế vào đêm mùng 1 Tết. Cầu Trường Tiên bị mìn đặc công dược sập, phải mất 26 ngày, quân đội Việt Nam Cộng Hòa với trọng pháo yểm trợ từ chiến hạm Hoa Kỳ mới có thể chiếm lại Huế. Nhưng buồn thảm và tăng tốc phủ kín cố đô, với trên 7.000 thường dân và cán bộ bị chôn sống tập thể tại rất nhiều hố rải rác khắp hang cùng ngõ hẻm. Sáng ngày mùng 2 Tết, tức ngày 31 tháng 1 của năm 1968, Trung tướng Nguyễn Ngọc Loan đang đích thân chỉ huy trận chiến khốc liệt tại khu vực chùa Ấn Quang, Chợ Lớn, góc đường Sư Vạn Hạnh và Ngô Gia Tự, thì hai nhân viên cảnh sát dẫn đến trình diện tướng Loan, một đặc công Cộng sản đã giết người rất dã man trong hai ngày qua. Đó là Đại úy Nguyễn Văn Lém, tự Bãi Lốp.
Chỉ ít phút trước đó, bảy lốp đã giết hại vợ, các con và thân nhân của một sĩ quan cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Theo tài liệu của ông Lão Ngoan Đồng, vào lúc 4 giờ 30 sáng hôm đó, Nguyễn Văn Lém đã chỉ huy một đơn vị đặc công cùng với xe tăng của tiểu đoàn 2 cơ giới Việt Cộng tấn công trại phù động của binh chủng thiết giáp ở Gò Vấp. Sau khi kiểm soát được trại lính, bảy lớp bắt giữ gia đình trung tá Nguyễn Tuấn và bắt trung tá phải chỉ dẫn cách sử dụng các xe tăng còn lại trong trại. Trung tá Tuấn từ chối, thế là bảy lớp giết chết toàn thể gia đình trung tá, gồm cả một bà mẹ già 80 tuổi. Chỉ có một bé trai 10 tuổi tuy bị thương nặng nhưng được cứu sống. Nguyễn Văn Lém bị bắt gần một hố chôn tập thể 34 thường dân bị giết. Lém khai rằng y rất tự hào là tác giả hố chôn tập thể đám người này vì đã hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Lúc bị bắt, Lém mặc quần xà lõn, áo sơ mi cụp cánh, hai tay bị trói chặt về phía sau mông, nhưng trong người hắn vẫn còn đeo khẩu súng lục. Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã được báo cáo về những hành động giết người dã man của Nguyễn Văn Lém và chính ông đã hành quyết Nguyễn Văn Lém ngay tại phạm trường. Thế là Sáu Lèo đã loại bảy lớp ra khỏi cuộc chiến đầy nước mắt của Trần Thế. Nhân chứng Nguyễn Tường Toại là một thường dân lúc đó kể lại. Chính tôi là người đã chứng kiến tướng Loan bắn tên Cộng sản ấy, tôi biết hắn đã làm những gì. Năm 1968 ở Sài Gòn, giữa cuộc chạm súng, hắn đẩy trẻ thơ vô tội ra như một làn sóng người để đồng đội tẩu thoát. Trong trận đánh khốc liệt này, hắn sử dụng trẻ con làm lá chắn để các binh sĩ phải thôi bắn. Lúc ấy mọi thứ đang hỗn loạn. Là tư lệnh cảnh sát, tướng Loan khi nhìn xác trẻ con chết, ông hỏi, tại sao vậy, chuyện gì vậy? Đến khi biết tại sao mấy đứa bé chết, biết ai chịu trách nhiệm về hành động này, tướng Loan đã nổ súng hạ tên thủ phạm. Quân đội thuộc quân khu 5 của Bắc Việt nổ súng từ Quảng Nam đến Khánh Hòa vào đêm 30 Tết của miền Nam, tức đêm 29 rạng ngày 30 tháng 1 năm 1968 dương lịch. Còn tại các nơi khác, Cộng quân lại ăn Tết đủ 3 ngày, rồi mới khởi sự tấn công vào đêm 30, rạng ngày 31 tháng 1, 68 dương lịch, tức là đêm mùng 1 Tết. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, cho tới 5 ngày trước Tết, không có dấu hiệu gì chứng tỏ tình báo miền Nam bắt được kế hoạch tấn công của Bắc Việt. Nhưng theo tài liệu riêng của Trung tá Nguyễn Thiện, trưởng khối đặc biệt Cảnh sát Quốc gia lúc bấy giờ, thì đến ngày 26 tháng Chạp, trong số các tin tức nhận được có nguồn tin Tây Ninh, sau khi đi họp với Trung ương Cục miền Nam về đã báo cáo rất chi tiết kế hoạch tổng tấn công của Việt Cộng. Chúng quyết định lợi dụng tinh thần ngưng bắn của quân dân Việt Nam Cộng Hòa để nổ súng, đặc biệt là nhắm vào thủ đô Sài Gòn và các tỉnh lỵ. Tin tức này đã được chuyển cho cả hai phía, Tổng nha Cảnh sát Quốc gia và Đại sứ Hoa Kỳ nội trong ngày 27 tháng Chạp âm lịch. Ngay sau đó, Tổng nha Cảnh sát Quốc gia cũng như Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ra lệnh cấm trại 100%, nhưng lệnh này đã quá trễ vì có một số quân nhân, công chức đã được đi phép từ 5 ngày trước. Đi phép luôn phiên trước, rồi sau đó trở về đơn vị thay cho một số khác đi tiếp, tức là đi phép trước và sau Tết. Điều cũng nên nói ở đây, khi có một số người đi phép như thế, thì tại các trụ sở của Cảnh sát Quốc gia, từ Tổng Nha đến các ti và chi cảnh sát đã bắt đầu đào giao thông hào, sắp bao cát. Đó là lệnh của Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Loan được gửi tới các đơn vị Cảnh sát Quốc gia. Khi súng bắt đầu nổ ở một số tỉnh cao nguyên vào đêm 30 Tết, các tỉnh khác cũng vẫn bình thản vui xuân, coi như không có gì xảy đến cho mình. Chính Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn không rời Mỹ Tho để về Sài Gòn đối phó với tình hình. Đáng lẽ ra, nếu khi thấy một số tỉnh bị tấn công thì các tỉnh khác kể cả Sài Gòn đều phải ngừng ăn Tết mới phải. Lúc đó, Việt Nam Cộng Hòa có tới 24 tiếng đồng hồ chuẩn bị nghênh chiến và bố trí, thiệt hại của miền Nam Việt Nam chắc hẳn giảm đi rất nhiều. Còn phía Hoa Kỳ, báo chí Mỹ chỉ trích cơ quan tình báo CIA đã bất lực khi không biết được tin tấn công. Nhưng các chứng nhân tại miền Nam Việt Nam đã nhìn thấy quân Bắc Việt di chuyển gần sát các căn cứ quân sự Hoa Kỳ mà không gặp trở ngại gì. Cũng như các quân nhân Mỹ bị cấm trại 100% trong lúc quân đội miền Nam đi chơi đầy đường phố, người ta nghi ngờ rằng Hoa Kỳ thật sự có biết kế hoạch tấn công này. Có thể Hoa Kỳ đánh giá sai lạc tin tức tình báo, hoặc muốn giấu Việt Nam Cộng Hòa, hoặc đã có sự thỏa thuận ngầm nào đó giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt. Cho dù Việt Nam Cộng Hòa bị tấn công hết sức bất ngờ như vậy, nhưng về phương diện quân sự, Cộng sản đã chấp nhận thảm bại trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân. Chỉ trong vòng từ 2 đến 3 ngày, các lực lượng quân đội và cảnh sát miền Nam cùng với quân lực Hoa Kỳ yểm trợ đã dũng cảm đẩy lui bộ đội Bắc Việt ra khỏi tất cả các nơi chiếm đóng, ngoại trừ thị xã Huế phải mất gần một tháng trời. Tổng kết thiệt hại của các bên tham chiến trong biến cố Tết Mậu Thân được ghi nhận như sau. Phía Hoa Kỳ và đồng minh có 1.536 tử thương, 7.764 bị thương, 11 người mất tích. Phía Việt Nam Cộng Hòa có 2.788 tử thương, 8.299 bị thương, 587 người mất tích. Phía Bắc Việt có 45.000 tử thương,
6.991 bị bắt, còn bị thương và mất tích không rõ. Phía dân chúng có 14.000 tử thương, 24.000 bị thương và 630.000 người bị mất nhà cửa. Tuy nhiên, phải thành thực nhận rằng Cộng sản Bắc Việt đã thành công về mặt chính trị và xảo thuật. Về xảo thuật, Bắc Việt đã mở cuộc tấn công này để dùng sức mạnh quân dân chính miền Nam thanh toán hết sức mạnh quân sự của Mặt trận Giải phóng miền Nam, tuy chẳng có nhiều, để chuẩn bị cho ngày miền Bắc thống nhất đất nước. Điều này thực sự được chứng minh vì ngay sau ngày 30 tháng 4 của năm 1975, các lực lượng của Mặt trận Giải phóng miền Nam bị Bắc Việt cho giải giới và nhận chìm trong quên lãng, khiến cho những người trong mặt trận này giận tím mật, tím gan mà không đủ sức tạo ra một đề kháng nào cả. Vì Thành, một cán bộ cộng sản cao cấp miền Nam đã thú nhận rằng miền Nam bị nhuộm đỏ và đau xót châm biếm Trung ương cục miền Nam. Đây là đất Trung ương cục, đọc theo từng âm đầu mỗi chữ thành chữ tức, tức là chỗ gây ra cái tức, như tức mình vì thấy quá nhiều chuyện trái tài gài mắt, tức học gạch vì ức lòng quá mà nói ra không được, máu trong tim muốn ọc ra, tức lộn ruột vì đang đứng gặp chuyện ngược đời thành thử, đầu dòng xuống đất, cất trọng lên trời. Còn về phương diện chính trị, Bắc Việt đã thành công nhờ các lực lượng phản chiến tại Hoa Kỳ nổi lên như Vũ sau Tết Mậu Thân, khiến cho đương kim Tổng thống Lyndon B. Johnson của đảng Dân Chủ không dám ra tranh cử nữa, mà Richard M. Nixon đã lợi dụng tình hình chính trị tại Việt Nam để thắng cử, rồi đưa Henry Kissinger vào chức vụ Tổng trưởng Ngoại giao bán đứng Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản. Chính Phạm Văn Đồng đã công khai tuyên bố cuộc chiến Việt Nam đã thắng trên đường phố Hòa Thịnh Đốn. Tóm kết, biến cố Tết Mậu Thân thực sự đã thay đổi toàn diện chiến tranh Việt Nam. Và một diễn biến lúc đầu người ta tưởng là nhỏ, nhưng đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi cuộc chiến. Đó là tấm hình tướng Loan, hành quyết bãi lớp trên đường phố Sài Gòn. Tấm hình đã gây oan nghiệt cho cả cuộc đời ông, và hơn thế nữa, nó đã góp phần rất lớn trong diễn biến sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Vậy, ai là tác giả của tấm hình đầy oan nghiệt này? Đó chính là nhiếp ảnh gia Eddie Adams. Eddie Adams sinh ngày 12 tháng 6 của năm 1933. Ông đã từng tham dự 13 cuộc chiến tranh, từ Việt Nam đến Vịnh Ba Tư với tư cách ký giả chụp ảnh chiến trường. Ông đã lãnh tới 500 giải thưởng. Khi Cộng sản Bắc Việt mở cuộc tấn công Tết Mậu Thân, nhiều ký giả chiến trường ngoại quốc được tung ra khắp miền Nam để thu hình và loan tin. Bám sát bộ chỉ huy hành quân của tướng Loan ngày mùng 2 Tết Mậu Thân là nhiếp ảnh gia Eddie Adams của hãng AP và phóng viên quay phim người Việt Nam làm việc cho đài NBC tên là Võ Sử. Tất cả các diễn biến về tướng Sáu Lèo bắn đặc công bãi lớp đã được Eddie Adams và Võ Sử thu hết vào ống kính, không sót một chi tiết. Tướng Loan biết rõ việc này, nếu muốn ông có thể ra lệnh tịch thu lại hết các cuốn phim, nhưng ông đã không làm như vậy. Có thể tướng Loan nghĩ rằng ông đã làm một điều rất đúng trong quyền hạn của ông nên không cần gì phải che giấu. Ngay sau lúc bỏ lại khẩu súng lục vào bao, ông thản nhiên nói với Adams: "Tên Việt Cộng này đã giết nhiều người Hoa Kỳ và người của tôi." Tuy ông Võ Sử của đài NBC quay được cảnh tướng Loan bắn bãi lớp, nhưng cả thế giới chỉ biết đến bức hình của Eddie Adams thôi. Adams kể lại lúc tướng Loan bắn Nguyễn Văn Lén như sau: "Lúc đầu tôi tưởng Lén được dẫn đến để tướng Loan thẩm vấn. Khi ông rút súng chĩa vào Lén, tôi cũng vẫn còn tưởng là ông chỉ dọ thôi. Hóa ra ông bắn thật." Còn phóng viên Võ Sử kể lại rằng sau khi bắn, tướng Loan nói với các ký giả: "Những tên này đã giết vô số dân chúng của tôi và tôi nghĩ Đức Phật sẽ tha thứ cho tôi." Ngày đêm mùng 2 Tết Mậu Thân, bức hình của Adams được gửi từ Sài Gòn ra ngoại quốc rồi được in ngay trên trang nhất của các báo chí trên khắp thế giới. Bức hình Sáu Lèo bắn bãi lớp được các nhóm phản chiến đưa ra khai thác tận tình trên các báo chí truyền thanh và truyền hình tại Hoa Kỳ để đạt tới mục đích mong muốn và chấm dứt chiến tranh Việt Nam bằng mọi giá, vì theo lời họ, nó bẩn thỉu, không có chính nghĩa. Tom Buckley, bình luận gia của báo Harper nhận xét, đây là lúc công luận Mỹ quay lại chống chiến tranh Việt Nam. Viện Gallup vào giữa tháng 3 của năm 1968 công bố rằng trước Tết Mậu Thân, có 1/5 người được hỏi là nhận mình là diều hâu, tức ủng hộ chiến tranh. Nhưng sau khi thấy bức hình tướng Loan bắn bãi lớp, thì họ tự đổi thành bồ câu, tức là chống chiến tranh. Đại tướng Colin Powell lúc đó mới mang lon thiếu tá đang dự khóa huấn luyện ở Fort Leavenworth, Kansas, kể lại quang cảnh lớp học quân sự sau khi bức hình oan nghiệt được đăng trên báo chí và truyền hình như sau: "Hôm đó khi tôi đến lớp học, mọi người không ai tin được chuyện này đã xảy ra, y như vừa bị một cú thoai vào bụng." Cũng kể từ tháng 3 của năm 1968, các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam tại Hoa Kỳ đột nhiên rầm rộ khác thường. Tháng 10 năm đó, lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ bắt đầu đụng độ với các cuộc biểu tình bạo động. Một năm sau, các cuộc biểu tình phản chiến tại Hoa Kỳ đòi rút quân ra khỏi Việt Nam đã thu hút hàng triệu người tham dự. Chính phủ Hoa Kỳ bị Quốc hội trói tay các ngân sách viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa.
quân đội Hoa Kỳ bắt đầu xếp ba lô hồi hương vào năm 1973. Để rồi 2 năm sau, ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam tức tưởi tuyên bố đầu hàng. Cộng sản chiếm dinh độc lập Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 của năm 1975. Adams kể rằng sau khi bức hình tướng Loan bắn bảy lớp được gửi về trụ sở trung ương, thượng cấp của ông khuyến khích ông ráng chụp thêm nhiều bức hình giống như vậy. Nhưng Eddie Adams nói rằng ông bắt đầu suy nghĩ về việc này. Càng tìm hiểu về tướng Loan, ông càng ngưỡng mộ tướng Loan về tài đức. Tướng Loan là người đang được dân chúng Việt Nam thương mến, ông là người làm tốt cho xứ sở của ông. Ngay từ khi Cộng sản tấn công vào Sài Gòn, ông là vị tướng duy nhất điều động lực lượng cảnh sát ngoài đường phố. Nếu không có tướng Loan, không biết số phận Sài Gòn sẽ ra sao. Vậy mà bức hình của ông lại gây ngộ nhận để công luận lên án tướng Loan là tàn bạo. Tên tuổi Adams bỗng nhiên nổi lên như cồn. Chỉ sau một năm, tức năm 1969, nhờ bức hình này, Adams lãnh luôn hai giải thưởng cao quý là Pulitzer và World Press Photo. Nhưng thật lạ kỳ, ông ta bắt đầu nhận ra có điều gì không ổn. Ông thuật lại rằng, tôi mặc bộ đồ dạ hội sang trọng để lãnh giải thưởng và tiền thưởng về bức hình đó tại đại hội nhiếp ảnh ở Hòa Lan. Khi ban nhạc trỗi bài quốc ca Hoa Kỳ, tôi bật khóc. Không phải tôi khóc vì sung sướng, mà khóc cho tướng Loan. Cho tới giờ phút đó, tôi vẫn chưa ý thức được việc tôi đã làm. Khi chụp tấm hình đó, tôi đã hủy hoại đời ông tướng, vì ông bị dân chúng của cả nước ông lẫn Hoa Kỳ lên án về tội giết tù binh chiến tranh. Trong bất cứ cuộc chiến nào, người ta cũng vẫn thường làm như vậy, nhưng hiếm có nhiếp ảnh viên nào chụp được mà thôi. Năm 1983, Adams trở lại Việt Nam và được biết tấm hình oan nghiệt của ông được trưng bày ở một chỗ rất trang trọng của Bảo tàng Việt Chiến tranh tại Sài Gòn. Tuy nhiên hiện nay không hiểu vì lý do gì, bức hình đã được gỡ bỏ và chỉ được bày bán trong gian hàng bán đồ kỷ niệm tại Bảo tàng Viện này thôi. Sau năm 1975, có tới 8 người đàn bà đứng ra nhận là vợ của Nguyễn Văn Lém. Tuy nhiên cho tới nay, xác của viên đặc công này vẫn chưa được tìm thấy. Trong nhiều dịp khác nhau, Adams tiếp tục bày tỏ niềm ân hận về hậu quả bất công của tấm hình. Tôi nhận tiền để trình diễn cảnh một người giết một người. Tướng Loan đã bắn chết tên Việt Cộng đã giết chết rất nhiều người dân vô tội và tướng Loan chỉ dùng công lý để xử tội hắn mà thôi. Vào năm 1994, Adams không muốn trưng bày bức hình oan nghiệt này nữa. Ông giải thích, nếu sự việc tái diễn có lẽ tôi cũng lại chụp tấm hình như vậy vì đó là nghề nghiệp mà. Nhưng tôi không còn muốn nói gì về bức hình ấy nữa, tôi không trưng bày nó nữa, tôi không sử dụng nó bất cứ tại nơi đâu. Ông thường nói rằng tướng Loan là một vị anh hùng của chính nghĩa. Bức hình tôi chụp đã lừa dối công luận. Ông chiến đấu cho cuộc chiến của chúng ta, không phải cuộc chiến của họ. Vậy mà mọi điều nhục nhã lại đổ trên đầu con người này. Trong cuộc tị nạn của người Việt Nam năm 1975, Eddie Adams cũng đã chụp những tấm hình nổi tiếng về cuộc vượt thoát can đảm đầy gian nguy của thuyền nhân Việt Nam vào năm 1977. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xin phép hãng AP để gửi sang Quốc hội các tấm hình này. Nhờ vậy, gần 200.000 thuyền nhân Việt Nam được chấp thuận định cư ở Hoa Kỳ. Eddie Adams sung sướng nói rằng tôi thành được biết đến qua những bức hình tôi chụp 48 người Việt Nam tị nạn trên chiếc thuyền dài vỏn vẹn chỉ có 30 phút rồi bị Hải quân Thái Lan đuổi ra biển. Nhờ những tấm hình này, tôi đã làm được những điều tốt mà không gây đau khổ, oan nghiệt cho ai cả. Câu hỏi đặt ra là tại sao bức hình xó lèo bắn bảy lớp đã trở thành đề tài nóng bỏng? Giống phản chiến Hoa Kỳ lập luận rằng tay úy đặc công Nguyễn Văn Lém đã bị bắt, hai tay bị trói quặt về sau lưng, tức là Nguyễn Văn Lém đã thực sự trở thành tù binh chiến tranh. Tướng Loan không có quyền hành quyết một kẻ thù trong trường hợp đã bị bắt, không còn phương tiện tấn công. Hành động này trái với điều 3 Quy ước Geneva vào ngày 12 tháng 8 của năm 1949 về tù binh. Từ đó họ kết luận cuộc chiến Việt Nam là bẩn thỉu, người Mỹ không nên dính vào nữa. Phóng viên chiến trường Neil Davis của Úc Đại Lợi trong cuốn In the Front Line đã bênh vực tiếng Loan rằng tên đặc công mặc áo dân sự, tức là không phải quân dân địch, như đã quy định trong Quy ước Geneva về tù binh, ý là phạm tội quá rõ ràng là giết nhiều đàn bà con nít và ngoan cố không chịu đầu hàng thì tướng Loan có gọi là phiến loạn để xử bắn trong thời gian thiết quân luật thì cũng không có gì để gọi là quá đáng. Tướng William Westmoreland, Tổng tư lệnh lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam đã nhận định rằng hành động của tướng Loan là không khôn ngoan, nhưng tướng Loan đã làm dưới áp lực. Vấn đề này liên quan tới pháp lý mà ông không thể phán đoán được. Ông chỉ muốn nhấn mạnh ít áp lực vào thời điểm đó, tức là sự giận dữ về những hành động khủng bố của Cộng sản. Và sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, tướng Westmoreland đã phẫn nộ công kích báo chí vì đã tạo ra những nguồn tin thất thiệt, tâng bốc sự thảm bại của Việt Cộng thành một cuộc chiến thắng tâm lý của Cộng sản. Nhưng thực sự, cả thế giới đã mắc lừa phản chiến Mỹ, lừa về sự kiện và lừa về pháp lý.
Về sự kiện, chính tác giả tấm hình ông Eddie Adams đã nói bức hình của ông mới chỉ nói lên được một nửa sự thật. Ông ân hận, ông khóc lóc, ông phân bua, ông gào thét trên truyền hình, truyền thanh báo chí và trước quan tài của tướng Loan để cảnh giác thế giới rằng họ đã hiểu lầm về ý nghĩa bức hình của ông. Một nửa cái bánh vẫn là cái bánh, nhưng một nửa sự thật là sự sai, sự gian xảo, sự lừa lọc, sự lầm lẫn. Thế mà cả thế giới vẫn nhắm mắt, bịt tai và im lặng để cho tướng Loan chết trong oan khiên và Việt Nam Cộng Hòa chết tức tưởi trong nhọc nhằn. Vậy, cái nửa sự thật kia mà bức hình Adams không diễn tả được là gì? Đó là Adams đã không ghi lại được những hình ảnh Nguyễn Văn Lém bắn giết và chôn sống dã man những người dân vô tội mà tướng Loan có trách nhiệm phải bảo vệ. Họ là đàn bà, là con nít, không có phương tiện tự vệ trong tay. Sự việc này cũng đã được Điều 4 Quy ước Geneva ngăn cấm các quân dân tham dự chiến tranh không được làm như vậy. Thứ hai là Adams đã không diễn tả được cảnh Bắc Việt đã lợi dụng thỏa ước hưu chiến ngày Tết thiêng liêng như phương tiện để tấn công bất ngờ Việt Nam Cộng Hòa, gieo bao nhiêu tang thương chết chóc tủi hờn cho dân chúng miền Nam. Thứ ba là Adams cũng đã không ghi được cảnh tượng hàng ngàn người dân Huế bị chôn tập thể do bàn tay các đồng chí của Nguyễn Văn Lém gây nên. Tóm lại, cái nửa sự thật mà Adams không trình bày được là nguyên nhân dẫn đến cái nửa thực sự được diễn tả trong bức hình. Nói cách khác, tướng Loan nổ súng kích liễu đời Nguyễn Văn Lém chỉ là hậu quả tất nhiên của chính việc làm của Lém đã giết hại những người dân vô tội mà thôi. Về pháp lý, thứ nhất, trong bốn phe tham chiến tại Việt Nam, Bắc Việt, Nam Việt, Hoa Kỳ và Mặt trận Giải phóng miền Nam, chỉ có chính phủ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa là không hề ký kết bất cứ phần nào của Quy ước Geneva về tù binh và còn công khai bác bỏ vào ngày 18 tháng 2 của năm 1974. Còn Hoa Kỳ ký vào ngày 2 tháng 8 của năm 1955, Bắc Việt ký vào các năm 1953, 1957 và năm 1976 và Mặt trận ký vào các năm 1973 và 1974. Tại sao Việt Nam Cộng Hòa đã không ký quy ước này? Chúng tôi chưa tìm ra tài liệu để trả lời. Tuy nhiên, cần ghi nhận ngay rằng Việt Nam Cộng Hòa có quyền làm như vậy mà không ai có thể suy luận xấu cho hành động không ký kết này. Các quy ước quốc tế không phải là tài liệu gì cần thiết đến nỗi các quốc gia hội viên không ký không được. Liên Hiệp Quốc cũng không có quyền bắt các hội viên phải ký kết mọi quy ước quốc tế như quy ước về tù binh. Tính đến năm 2005, mới chỉ có 192 quốc gia trên thế giới chấp thuận toàn thể quy ước về tù binh. Một số quốc gia chỉ thuận một phần, số khác thuận với những giới hạn do họ đặt ra. Ví dụ, Hoa Kỳ chấp nhận toàn thể quy ước về tù binh, ngoại trừ hiến chế 1 và 2 ban hành năm 1977. Như vậy, Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954 đến năm 1975 chưa hề bao giờ ký kết chấp nhận quy ước Geneva về tù binh, thì làm sao có thể quy kết Việt Nam Cộng Hòa và tướng Loan đã vi phạm quy ước này được? Thứ hai, dù có phê chuẩn quy ước nhưng mỗi quốc gia lại tự ý giải thích quy ước theo quan niệm và quyền lợi riêng tư của mình. Hãy lấy ngay trường hợp Bắc Việt và Hoa Kỳ làm bằng chứng. Bắc Việt đã không tuân thủ quy ước dành cho tù binh Hoa Kỳ với lý do rằng Hoa Kỳ đã mở cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược Việt Nam, tức là một cuộc chiến không có chính nghĩa, cho nên tù binh Mỹ không đáng hưởng những đặc ân của quy ước tù binh. Phía Hoa Kỳ lại cũng không cho quân lính Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng miền Nam được hưởng quy ước, vì lý do là Bắc Việt và Mặt trận đã áp dụng những chiến thuật du kích quá dã man, không thích hợp cho một cuộc chiến quân sự. Binh lính Bắc Việt và Mặt trận bị bắt thực sự chỉ là những can phạm hình sự, chứ không phải đúng nghĩa tù binh. Giả như Việt Nam Cộng Hòa có ký vào quy ước Geneva thì Nguyễn Văn Lém cũng không phải là tù binh chiến tranh, vì khi bị bắt, y không giao tranh với quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà lại đang lùng kiếm giết hại dân lành vô tội. Rõ ràng y là tù nhân hình sự chứ không phải là tù binh. Thứ ba, việc ký kết như vậy, còn việc vi phạm quy ước quốc tế cũng không phải là điều ít khi xảy ra. Ví dụ, Bắc Việt thỏa hiệp ngưng chiến trong dịp Tết Mậu Thân nhưng công khai mở cuộc tấn công trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Bắc Việt ký hiệp định đình chiến Geneva vào năm 1954 nhưng vẫn ngăn cản không cho đồng bào miền Bắc di cư và chuẩn bị đem quân xâm chiếm miền Nam. Bắc Việt ký hiệp ước hòa bình Paris năm 1973 nhưng vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh tại Việt Nam cho đến ngày thành công. Bắc Việt ký quy ước tù binh nhưng không áp dụng. Thẩm phán quân sự Hoa Kỳ ông Ronald P. viết rằng mặc dù Bắc Việt và Việt Cộng ám chỉ Mặt trận Giải phóng miền Nam không chịu áp dụng quy ước Geneva về tù binh, nhưng họ vẫn nói rằng họ đối xử nhân đạo với quân nhân bị bắt. Tuy nhiên trên thực tế, các tù binh Hoa Kỳ và Bắc Việt và Việt Cộng bị bắt giữ đã bị đối xử dã man và bị dùng như con tin chính trị và lợi khí tuyên truyền. Thế giới đã không lên tiếng về việc hàng triệu sinh linh đã phải hy sinh trong các vụ Bắc Việt vi phạm các hiệp ước kể trên, mà lại làm âm ỉ vụ tướng Loan bắn Nguyễn Văn Lém.
Người ta đòi hỏi Nguyễn Văn Lém phải được hưởng quy chế tù binh theo quy ước Geneva. Làm gì có quy ước đó trong cuộc chiến ở Việt Nam? Việt Nam Cộng Hòa không ký, Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng miền Nam ký, nhưng chính họ đã xé bỏ từ lâu. Quy ước tù binh chỉ còn là mảnh giấy lộn bị bom đạn đốt cháy, còn đâu mà tìm. Thứ tư, Mặt trận Giải phóng miền Nam được khai sinh vào ngày 20 tháng 12 của năm 1960 với mục đích lật đổ chế độ chính trị miền Nam bằng bạo lực. Bắc Việt luôn luôn chối là không hề tham dự gì vào các trận đánh ở miền Nam. Đó chỉ là chuyện riêng tư giữa nhân dân miền Nam nổi dậy chống nhà cầm quyền của họ. Nếu lập luận này là đúng thì hai hậu quả được đặt ra cho vụ Tướng Loan. Thứ nhất, Nguyễn Văn Lém là một phần tử trong tổ chức nổi loạn chống chính phủ miền Nam, nên không chỉ áp dụng quy ước quốc tế Geneva mà là luật lệ Việt Nam Cộng Hòa. Thứ nhì, luật pháp của Việt Nam Cộng Hòa thời đó đã đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, nghĩa là các cán binh Cộng sản chống lại Việt Nam Cộng Hòa bằng võ lực không còn được luật pháp bảo vệ như một công dân thường. Nguyễn Văn Lém là một phần tử trong tổ chức bị luật pháp đặt ngoài vòng pháp luật, y còn bị bắt quả tang trong lúc phạm tội hình nguy hiểm. Vậy thì Tướng Loan, một vị chỉ huy cao cấp nhất ngành cảnh sát đang có mặt trên phạm trường, có quyền thủ lý nội vụ và quyết định những biện pháp thích nghi. Tướng Loan đã hành xử đúng quyền hạn của ông khi quyết định xử tử Nguyễn Văn Lém ngay tại phạm trường để chấm dứt tội ác của y. Quyết định của ông phải được coi là hợp luật. Cần ghi nhận rằng Tướng Loan không hề bị khiển trách hay điều tra bởi các cơ quan giám sát, hành pháp, tư pháp hay lập pháp của Việt Nam Cộng Hòa về việc ông đã hành quyết Nguyễn Văn Lém. Tuy nhiên, sau ngày 30 tháng 4 của năm 1975, chiếc màn nhung tuyên truyền của Cộng sản rớt xuống, cả thế giới đều thấy rõ ràng Mặt trận Giải phóng miền Nam chỉ là con đẻ của Bắc Việt. Bằng chứng quá nhiều, con đường màu Hồ Chí Minh do Hà Nội xây dựng, vũ khí đạt dược từ Nga Xô và Trung Cộng từ Bắc đổ xuống Nam. Các cán binh đều nói giọng miền Bắc. Tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy mặt trận đánh tiến chiếm miền Nam. Hà Nội công khai tuyên bố chiến thắng và tức khắc khai tử hai thể chế chính trị tại miền Nam cùng một lúc. Việt Nam Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng miền Nam đúng là một phát súng, hai con chim ngã gục. Phải đợi tới lúc này, cả thế giới mới nhìn thấy một sự thật hiển nhiên là Bắc Việt đã xé bỏ biết bao nhiêu hiệp ước quốc tế ngay khi chữ ký chưa ráo mực, miễn sao đánh chiếm được miền Nam. Vậy thì đưa vào quy ước quốc tế Geneva về tù binh ra buộc tội Việt Nam Cộng Hòa và Tướng Loan rõ ràng chỉ là một công việc thừa thãi, đúng ra là một trò hề. Đây là lời thú tội của Jane Fonda. Tôi xin được nói đôi lời, không phải chỉ gửi đến các cựu chiến binh Việt Nam ở New England, mà đến tất cả những người đã từng chiến đấu ở Việt Nam. Họ là những người bị tôi gây tổn thương hoặc bị tôi gây thêm sầu khổ do những lời tôi đã nói hay những việc tôi đã làm. Tôi cố gắng chấm dứt sự giết chóc và chiến tranh, nhưng có những lúc tôi không chín chắn và thiếu thận trọng khi làm việc đó. Và tôi rất hối hận vì đã làm tổn thương họ. Tôi muốn được xin lỗi họ và gia đình họ. Nhưng mọi việc đã quá muộn màng. Đời con gái khôn 3 năm dạy 1 giờ, lịch sử đã sang trang, miền Nam đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Cô hối hận cũng chẳng ích lợi gì nữa. Sau cùng, vấn đề còn lại là việc Tướng Loan xử tử 7 lớp có đúng thủ tục pháp lý và nhân đạo hay không? Lý lẽ quan trọng nhất người ta thường nêu lên để trách cứ Tướng Loan là đã xử tử Nguyễn Văn Lém mà không có án lệnh của tòa án. Không, người ta đã lầm hoàn toàn. Người ta đòi hỏi Nguyễn Văn Lém phải được bắt giữ đúng thủ tục tư pháp. Ai có quyền bắt giữ kẻ phạm pháp? Đó là cảnh sát. Nhưng cảnh sát là những người mà Lém đang tìm giết. Chẳng những giết cảnh sát mà Lém còn giết cả vợ con, gia đình cảnh sát nữa. Lém đâu có cần đến cảnh sát. Dù sao, thực tế Nguyễn Văn Lém đã bị cảnh sát bắt đang lúc quả tang phạm pháp. Người ta đòi phải đem Nguyễn Văn Lém ra tòa án xét xử. Còn tòa án đâu mà xử? Tòa án cũng như các cơ sở công quyền đều là mục tiêu Lém và các đồng chí của y đang chủ trương đốt phá cho kỳ hết. Thẩm phán là những người Lém đang tìm bắt để chôn sống. Tất cả miền Nam Việt Nam trong dịp Tết Mậu Thân là một bãi chiến trường khổng lồ mà Bắc Việt đã dựng nên. Trong hoàn cảnh chiến tranh, chết chóc lửa đạn như vậy mà lại còn đòi hỏi nào là quy ước, nào là cảnh sát tư pháp, nào là tòa án, nào là thẩm phán. Tất cả những thứ đó Nguyễn Văn Lém không cần. Điều mà y thật sự cần là chấm dứt tội ác và đền tội. Nguyễn Văn Lém cũng không mặc quân phục, đội nón cối, đi dép râu để giao tranh với quân đội Việt Nam Cộng Hòa như các bộ đội Bắc Việt khác. Nguyễn Văn Lém mặc thường phục, đi giết hại khủng bố đàn bà con nít để bắt họ làm bia đỡ đạn. Bảy lớp chẳng những đã không phủ nhận mà còn hãnh diện về các vụ giết và chôn sống đàn bà con nít của y. Hành vi này kết thành tội sát nhân với trường hợp gia trọng bắt buộc phải bị tử hình. Phương cách thi hành án tử hình vẫn được áp dụng vào thời đó tại Việt Nam là các tử tội bị trói vào cột và một tiểu đội hành quyết nổ súng. Sau đó, viên tiểu đội trưởng đến gần bắn vào một phát súng ân huệ vào đầu tử tội để chắc chắn y đã chết. Nguyễn Văn Lém đã bị hành quyết đúng theo thủ tục,
tử tội bị trói đem ra pháp trường và hưởng phát súng hành quyết cũng chính là phát súng ân huệ của tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Cuộc đời tướng Nguyễn Ngọc Loan. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan sinh ngày 11 tháng 2 năm 1930 tại Huế, tốt nghiệp khóa 1 trường Võ khoa Thủ Đức. Năm 1953, ông thụ huấn khóa phi công tại trường không quân Salon de Provence tại Pháp và tốt nghiệp với bằng kỹ sư hàng không. Ông là một phi công lái khu trục cơ đầu tiên của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Khoảng đầu năm 1960, ông giữ chức chỉ huy trưởng phi đoàn 2 quân sát, đóng tại Nha Trang. Năm 1964, ông được vinh thăng đại tá và giữ chức tư lệnh phó không quân Việt Nam Cộng Hòa. Trong chiến dịch mũi tên lửa, vào ngày 11 tháng 2 năm 1965, đại tá Nguyễn Ngọc Loan đã dẫn đầu những phi đoàn Bắc phạt A-1 Skyrider vượt qua quỹ tiến 17 bắn phá miền Bắc Việt Nam. Ngay sau chiến dịch này, ông được bổ về làm Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia kiêm Giám đốc Nha An ninh Quân đội, phụ trách Đặc ủy Trung ương Tình báo. Kể từ ngày về chỉ huy ngành Cảnh sát Quốc gia, các báo chí Sài Gòn được gần gũi với đại tá Loan hơn và đã đặt cho ông hổn danh là Sáu Lèo. Tác giả Phan Lạc Phước đã giải thích ý nghĩa hổn danh Sáu Lèo như sau. Sáu ở đây là quan sáu theo danh xưng binh dân thời Pháp gọi các quan võ. Mỗi một vạch trên vai là một cấp bậc, thiếu úy vạch. Một vạch là ông một, trung úy, vạch hai vạch là ông hai. Nhưng sau chữ sáu của ông Loan còn thêm tỉnh từ Lèo, không biết nó xuất phát từ đâu. Nhưng khi nó đi vào ngôn ngữ nhân gian thì nó mang một ý niệm bỉ thử, giàn pha, tiêu cực. Tiền lèo là tiền vô giá trị hay là tiền chỉ có trong tưởng tượng, hứa lèo là hứa suông, hứa hảo, hứa mà không thực hiện bao giờ. Vậy sao lèo có nghĩa là một ông quan vô giá trị hay là một ông tướng hữu danh vô thực hay sao? Sở dĩ cái danh xưng này được vững một phần là vì cái bề ngoài lượm thượm của ông Loan. Ông rất ít khi mặc quan phục, mũ mãn cân đai, nghênh ngang, dàn giá. Ông thường mặc quần tri di sọc sệt, không đeo lon lá gì, trần đi dép cao su lẹp xẹp. Ngoài ra thì ông ngồi xe Jeep bình thường, không có mang cờ quạt mà cũng không có xe mở đường, mô tô bảo vệ. Ông nhiều khi còn cưỡi xe, mobilette, là sạch đi làm. Có khi ông còn một tay cầm chai laser, vừa chửi thề loạn xạ. Bề ngoài của ông tướng Loan thì đúng sập sệ, là lèo. Nhưng việc làm của ông thì lại không lèo một chút nào. Ông hành động theo những điều mà riêng ông cho là phải. Ông là người bất quy tắc, cho nên ông được gọi là Sáu Lèo. Cách giải thích của tác giả Phan Lạc Phước khá lý thú, tuy nhiên chữ lèo ngoài ý nghĩa khôi hài châm biếm như trên còn có thể mang thêm một ý nghĩa khác đứng đắn và hợp hoàn toàn hoàn cảnh với tướng Loan. Lèo thường đi chung với chữ lái là lèo lái. Từ sau cuộc đảo chính năm 1963, các nhân viên ngành cảnh sát quốc gia bị gắn tiếng là thân cận với chế độ Ngô Đình Diệm nên đã bị bạc đãi và mất tinh thần. Nhưng khi tướng Loan về lèo lái con thuyền cảnh sát thì tất cả đều đổi mới. Bóng tối tự ti mặc cảm biến mất, ánh sáng bình minh ló dạng và mọi người hăng hái ra khơi. Lúc đó ngành cảnh sát có 70.000 nhân viên chỉ chuyên chú về việc bảo vệ luật lệ. Đại tá Loan đã quân sự hóa ngành cảnh sát để trở thành một lực lượng bán quân sự, vừa bảo vệ trật tự dân chúng, vừa hành quân võ trang chống cộng sản với lực lượng cảnh sát giả chiến. Thành quả đáng tuyên dương là chính lực lượng cảnh sát đã chống trả cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân ngay từ giây phút đầu tiên. Để rồi sau đó các quân binh chủng khác mới tập trung tiếp sức. Năm 1966, đại tá Nguyễn Ngọc Loan được chính quyền Sài Gòn cử ra miền Trung bình định vụ biến động Phật giáo miền Trung. Với thành quả rất mạo hiểm và xuất sắc này, ông được vinh thăng chủng tướng vào tháng 11 của năm 1967. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, ông được thăng cấp thiếu tướng. Tác giả Phạm Phong Dinh trong cuốn Chiến sử quân lược Việt Nam Cộng Hòa đã viết rằng cống hiến lớn nhất của thiếu tướng Loan mà cũng là mối oan kiên mà ông phải gánh chịu nhọc nhằn trong vòng mấy chục năm là cuộc chiến đấu trong những ngày Mậu Thân binh lửa. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan cùng lực lượng cảnh sát quốc gia và cảnh sát giải chiến chịu trách nhiệm đánh địch tại lãnh thổ các quận 1, 2, 3, 4, 5. Các chiến sĩ cảnh sát liên tục mở những cuộc hành quân loại địch ra khỏi dân chúng. Tuy nhiên, khi mặt trận Hàng Xanh nổ lớn, thiếu tướng Loan đã điều động lực lượng cảnh sát giải chiến và đích thân ông chiến đấu sát cánh với các chiến sĩ mũ nâu tiểu đoàn 30, biệt động quân của liên đoàn 5 biệt động quân. Các tấm thính xa V-100 của cảnh sát cũng đã được gửi tới tăng viện, mặt trận. Quân ta tiến vất vả và chậm trên khắp mặt trận là bởi vì bọn Việt Cộng mang rợ, chúng lùa thường dân, đàn bà, người già và trẻ em làm bia đỡ đạn hoặc dùng súng bắn chặt, không cho dân chúng di tản ra khỏi khu vực giao tranh. Các chiến sĩ cảnh sát quốc gia và cảnh sát giải chiến được thiếu tướng Loan điều động đến, càn quét khu vực Thị Nghè. Gia đình của một đại úy cảnh sát trong khu vực này không chạy kịp, đã bị tên bảy lớp đại úy đặc công Việt Cộng tàn sát mang rợ. Cựu đại tá Trần Minh Công, trước khi giữ chức viện trưởng Học viện Cảnh sát Quốc gia, đã có thời làm việc sát cánh bên tướng Nguyễn Ngọc Loan.
Hồi Tết Mậu Thân, ông giữ chức trưởng ty cảnh sát quốc gia quận nhì đô thành Sài Gòn. Nhờ mặc chiếc áo giáp nên ông đã thoát chết vì đạn Việt Cộng đã bắn nát áo ông. Đại tá Công đã khẳng định rằng tướng Nguyễn Ngọc Loan là một vị tướng trí thức trong hàng ngũ tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa. Tướng Loan là một người rất can đảm, một cấp chỉ huy tài ba và là một vị anh hùng dân tộc. Ít có vị tướng nào lại cùng cầm súng chiến đấu ngoài mặt trận như một người lính bình thường. Nếu không có tướng Loan xông pha bảo vệ thủ đô Sài Gòn trong dịp Tết Mậu Thân, tôi nghĩ Sài Gòn sẽ tan hoang, không khác gì Huế. Chỉ 4 tháng sau, tức ngày 5 tháng 5 của năm 1968, Bắc Việt lại mở cuộc tổng công kích lần thứ hai. Lần này tướng Loan cùng với lực lượng cảnh sát can đảm của ông ngày đêm xông xáo chiến đấu ngoài đường phố Sài Gòn. Ông bị địch quân bắn trọng thương vào cả hai chân trên cầu Phan Thanh Giản. Một ký giả người Úc nhìn thấy và đã khẩn cấp dìu ông vào chỗ an toàn. Định mệnh thật là kỳ, một ký giả Mỹ đã hủy diệt danh tiếng tướng Loan, thì một ký giả Úc đã cứu sống ông. Sau đó tướng Loan được chở sang Úc chữa trị, nhưng vì bị công luận Úc phản đối, nên ông đã được chở sang bệnh viện Walter Reed Army Medical Center ở Washington DC, Hoa Kỳ. Nhưng thật đau đớn cho tướng Loan, các dân biểu phản chiến tại Quốc hội Hoa Kỳ vào lúc đó cũng phản đối. Trở về Sài Gòn với đôi chân tật nguyền khập khiễng, tướng Loan được giải ngũ và dành thời giờ vào các công tác thiện nguyện giúp trẻ mồ côi. Ngày 3 tháng 6 của năm 1968, 6 sĩ quan ưu tú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một phân nửa là cảnh sát quốc gia, đã bị trực thăng Mỹ bắn lầm tại một cao ốc ở Chợ Lớn trong cuộc hành quân đánh đuổi Cộng sản. Người ta nói rằng nếu tướng Loan không bị thương thì có lẽ cũng đã bị bắn chết với bộ tham mưu hành quân này. Năm 1975, miền Nam sụp đổ, máy bay của Hoa Kỳ không đưa tướng Loan và gia đình của ông di tản, nhưng các chiến hữu không quân của ông đã cứu ông. Khi tướng Loan đến Hoa Kỳ, nữ dân biểu, nữ ước Elizabeth Holman yêu cầu trục xuất ông và cả sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ cũng đồng quan điểm. Nhưng quyết định trục xuất tướng Loan về Việt Nam có nghĩa tương đương với bản án tử hình dành cho ông. Vì thế, chính Tổng thống Jimmy Carter đã phải can thiệp và quyết định cho phép ông được định cư tại Hoa Kỳ. Tướng Loan và gia đình đến lập nghiệp ở thành phố Springfield, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông mở một tiệm bán pizza mang tên Pháp, là Ba Đại Lục. Đã có lần Eddie Adams đến tiệm pizza này thăm tướng Loan. Khi nhắc đến tấm hình oan nghiệt năm xưa, tướng Loan không hề nói một lời oán trách tác giả tấm hình. Ông còn an ủi Adams: ông làm nhiệm vụ của ông, tôi làm nhiệm vụ của tôi, chỉ có thế thôi. Chính vì câu nói này, Adams càng thêm mến phục tướng Loan và họ đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Trong một dịp có vài chiến hữu cũ đến thăm tướng Loan tại quán ăn, bên những ly rượu hội ngộ, thiếu tướng Loan đã rưng rưng nước mắt thổ lộ hoài bão: nếu cơ may một ngày nào đó tụi mình trở về, thì lúc đó tụi mình đều là nghĩa quân cả, không nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, bộ binh, lực lượng đặc biệt gì cả, tụi mình chỉ là nghĩa quân. Nghĩa quân đây là nghĩa quân của thời Lê Lợi khởi nghĩa, của thời Cần Vương chống giặc ngoại xâm. Chỉ có đám quân đội của tụi mình mới có thể nói chuyện phải quấy với đám quân đội phía bên kia. Vì hồi còn đánh nhau, hai bên đều bị bịt mắt cả. Đến năm 1991, tướng Loan phải đóng cửa tiệm pizza này vì dân chúng địa phương đã nhận diện được ông. Có kẻ đã vào nhà vệ sinh của tiệm và viết lên tường câu khiếm nhã này bằng Anh ngữ: chúng tao đã biết mày là ai. Nhận xét về cá tính của tướng Loan, cựu đại tá Trần Công Minh nhận định như sau. Nhìn phong cách và diện mạo của tướng Loan, nhiều người cứ tưởng lầm ông là một bạo tướng. Nhưng nhiều lần tôi đã từng chứng kiến ông ngồi khóc một mình. Tìm hiểu ra mới biết ông là người rất giàu tình cảm. Ông thương yêu thuộc cấp, sống chết với họ. Kể cả khi ông bắt gặp đàn em làm bậy, ông cũng không nỡ phạt họ, mà chỉ răn đe để họ cải sửa. Mỗi khi thuộc cấp hy sinh tử trận, ông khóc thương, nước mắt, dầm dề. Có khi thượng cấp hiểu lầm ông cũng khóc. Ông kể lể: tao phục vụ quốc gia, dân tộc, chứ tao đâu có phục vụ cá nhân nào. Ngay khi còn ở Việt Nam, vào lúc nắm giữ quyền uy trong tay, gia đình tướng Loan vẫn sống rất thanh bạch. Tiền lương đem về hôm trước, hôm sau ông lại lấy đi để giúp đỡ thuộc cấp. Khi bị thương và đi ngoại quốc chữa trị, ông không đủ tiền, thuộc cấp xin đóng góp nhưng ông không nhận. Trong cuốn Bốn tướng Đà Lạt của Lê Tử Hùng có kể lại vụ tướng Nguyễn Ngọc Loan đã trả lại chiếc nhẫn kim cương cho một Hoa Kiều giàu có tên là Hoa Hồng Hỏa. Ông này là một trong những thương gia gốc Hoa Lương Thiện nhưng đã trở thành nạn nhân của các tướng lãnh sau cuộc đảo chính năm 1963. Ông ta bị vu oan để rồi chiếc biệt thự của ông ở Đà Lạt đã bị một ông tướng chiếm. Tới thời Nguyễn Tướng Loan, chỉ huy ngành cảnh sát quốc gia, họ Hoa mới được minh oan và tiếp tục làm ăn. Khi ông Loan gặp hoạn nạn, phải ra ngoại quốc chữa chân, Hoa Hồng Hỏa biết ông là người thanh liêm, gia cảnh thanh bạch, lại không có thân nhân ở ngoại quốc, nên đã trả ơn Tướng Loan bằng cách tặng ông một cái nhẫn kim cương. Sau này, ông Hỏa kể lại rằng ông không biết Tướng Loan phải chữa trị bao lâu và cuộc sống ở ngoại quốc khó khăn ra sao. Nhưng ngày trở về Việt Nam, Tướng Loan đã đem trả lại chiếc nhẫn cho chủ nó.
Vợ chồng Hoa Hồng Họa đã lạy khóc và ca tụng tướng Loan là bậc thánh. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã qua đời vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 7 của năm 1998 vì bệnh ung thư, thọ 68 tuổi. Ông để lại vợ, bà Mai Chính, 5 người con và 9 cháu nội ngoại. Ngay sau khi nhận được tin này, Eddie Adams đã viết ra bản điếu văn bằng nước mắt ngập tràn và từ con tim vỡ nát vì hối hận. Tờ báo Times đã đăng tải bài điếu văn này ngay trong số phát hành vào ngày 27 tháng 7 của năm 1998. Tôi đoạt giải Pulitzer trong năm 1969 nhờ tấm ảnh chụp một người bắn vào một người khác. Trong tấm ảnh đó có đến hai người chết, người nhận lãnh viên đạn và tướng Nguyễn Ngọc Loan. Ông tướng đã giết chết tên Việt Cộng, nhưng tôi giết ông tướng bằng cái máy ảnh của tôi. Những tấm ảnh vốn vẫn là những thứ vũ khí kinh khủng trên thế giới, người ta tin tưởng vào chúng. Nhưng những tấm ảnh đó cũng có thể nói láo, thậm chí không cần phải ngụy tạo, chúng chỉ nói lên được có phân nửa của sự thật. Những gì mà tấm ảnh này chưa nói lên được là người ta sẽ hành động ra sao nếu họ ở vào vị trí của ông tướng, vào cái thời điểm và nơi chốn của một ngày nóng bức khi người ta vừa bắt được một tên gọi là ác ôn mà trước đó hắn đã bắn chết một, hai hay ba người lính Mỹ. Tướng Loan là một mẫu người có thể được gọi là chiến binh đúng nghĩa và được thuộc cấp kính trọng. Tôi không nói rằng những gì ông tướng đã làm là đúng, nhưng người ta phải tự đặt mình vào vị trí của ông. Tấm ảnh không hề diễn tả được rằng ông tướng đã tận tụy, dành nhiều thời gian đến các bệnh viện để thăm hỏi những nạn nhân chiến cuộc. Tấm ảnh này đã thực sự làm đảo lộn cuộc đời của ông. Ông chẳng hề phiền trách gì tôi. Ông nói với tôi rằng nếu tôi không chụp tấm ảnh thì sẽ có người khác làm việc đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bức rứt xuống sang về ông và gia đình ông trong một thời gian dài. Tôi vẫn thường liên lạc với ông. Lần cuối cùng mà chúng tôi nói chuyện với nhau đã xảy ra hồi 6 tháng trước, vào lúc ông đã bị bệnh rất nặng. Trong lúc các bạn hữu, các tổ chức người Việt tị nạn còn phải đắn đo, suy nghĩ, họp bàn về việc có nên đăng báo phân ưu và gửi vòng hoa đến phúng điếu cố thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan hay không, thì Eddie Adams đã mau mắn gửi một vòng hoa lớn nhất đến phân ưu tướng Loan với hàng chữ: "Kính thưa ông tướng, lệ đã tràn đầy trong mắt tôi." Và dưới đây là bản dịch nguyên văn những lời nói của chính Eddie Adams phát ra từ đáy con tim và những cảm xúc ân hận vì đã chụp tấm hình oan nghiệt làm hại đời của tướng Loan. "Trong đời tôi, bức hình này đã gây ra bao nhiêu lời chỉ trích, bức hình đã làm tôi đau đớn. Tôi đã bắt đầu nghe được điều này ngay khi bức hình được tung ra. Như quý vị đã biết, nó đã gây nên những cuộc biểu tình vào năm 1968 và đã tạo ra sự giận dữ và phẫn nộ tại Hoa Kỳ. Tôi không hiểu được điều này và cho tới giờ này tôi vẫn không hiểu được. Vì trong thời chiến, con người ta chết vì chiến tranh. Và điều mà tôi đã hỏi nhiều người rằng, nếu quý vị là ông tướng đó, và nếu quý vị bắt được kẻ đã giết hại dân chúng của quý vị, thì quý vị sẽ làm sao? Đây là thời chiến mà. Làm sao mà biết được nếu chính quý vị gặp hoàn cảnh này mà lại không bóp cò súng? Bởi vậy, tấm hình này đã nói dối, đưa đến việc người ta kết án ông tướng. Ông là một vị tướng, nhưng thực ra lúc đó, ông là đại tá tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Việt Nam. Ông đã tốt nghiệp trường chỉ huy tại Hoa Kỳ. Ông là người đậu thủ khoa. Tôi hiểu ông và kính phục ông. Tôi nghĩ rằng đã có hai người chết trong bức hình của tôi. Không phải chỉ một người bị bắn, mà cả chính ông tướng bắn nữa. Bức hình đã hủy diệt cuộc đời ông và tôi không hề có ý như vậy. Ý của tôi là chỉ muốn trình bày việc gì đã xảy ra. Sự thật là tôi không muốn gánh trách nhiệm là kẻ đã hủy diệt đời sống của bất cứ ai cả." Eddie Adams đã đến tham dự đám tang của tướng Loan và nói rằng: "Tướng Nguyễn Ngọc Loan là một anh hùng. Cả nước Mỹ nên khóc thương ông. Tôi không thích ông ra đi lặng lẽ theo cách này để không ai biết đến." 6 năm sau đó, vào ngày 12 tháng 9 của năm 2004, Eddie Adams cũng qua đời, hưởng thọ 71 tuổi. Kẻ chiến thắng uống mãi ly rượu mừng, rồi cũng có ngày say sưa bất tỉnh. Người bại trận nhấp mãi chén đau thương, rồi cũng có ngày tỉnh giấc vùng lên. Không phải tất cả những kẻ chiến thắng đều là đúng đắn, giỏi giang hay là ái quốc. Cũng không phải tất cả những người bại trận đều là sai lầm, dốt nát hay phản quốc. Đã trên 30 năm qua, đây là lúc phải trả lại sự thật cho lịch sử chiến tranh Việt Nam. Sự thật của lịch sử là gì? Sự thật không thể chối cãi là trong cuộc chiến Việt Nam, kẻ chiến thắng không phải do tài ba của mình, người bại trận không phải là do yếu kém của mình. Kẻ thắng không ngờ mình thắng, người thua không hiểu tại sao mình thua. Anh giải phóng tôi hay là tôi giải phóng anh? Anh và tôi, tất cả chúng ta chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ quốc tế. Tất cả chiến thắng hay thất bại trong cuộc chiến Việt Nam đều do bàn tay phù thủy, lông lá của ngoại bang vẽ ra. Bởi vậy, đây là lúc phải xác định công tội cả bên thắng cũng như bên thua bằng tinh thần ái quốc đối với quê hương và dân tộc Việt Nam.
Cuộc chiến Việt Nam không phải bẩn thỉu như người ta nghĩ đâu, vì đó là một trận thư hùng giữa tự do và độc tài, giữa hữu thần và vô thần, giữa quốc gia và cộng sản. Phản chiến Hoa Kỳ lên án Tướng Loan bắn cộng sản là lạc hậu. Thế thì khi Tướng Loan bị thương, được đem đến nhà thương Minh Úc, người ta từ chối không chịu nữa. Đó là văn minh chăng? Người ta lén lút vào nhà vệ sinh thuộc cơ sở làm ăn của Tướng Loan, viết những câu hăm dọa tục tiểu. Đó là văn minh chăng? Phản chiến Hoa Kỳ rầm rộ biểu tình chống chiến tranh Việt Nam vì bức hình Tướng Loan bắn Việt Cộng ngay tại chiến trường mà họ gọi là tù binh. Trong khi họ lại yên lặng khi các quân nhân Hoa Kỳ lột trần truồng tù binh Iraq để làm trò giải trí. Khi các tù binh Iraq bị xích như những con chó bò lê lết trên sàn nhà. Trong vụ tấn công Tết Mậu Thân, tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn và Tướng Loan đều có cùng một chủ trương là những kẻ chủ mưu cuộc tấn công kích Tết Mậu Thân phải trả giá ngay tức khắc tại phạm trường, không để sống sót bất cứ một tên nào. Nhưng Tướng Loan đã áp dụng theo cách thế ngạo nghễ của riêng ông, hoàn toàn khác với phương pháp âm thầm, kín đáo của tòa đại sứ Hoa Kỳ. 19 đặc công đánh vào tòa đại sứ Mỹ, không ai bị bắt, không ai bị thương, tất cả đều chết. Tại sao chúng ta lại buồn phiền, xấu hổ, mang tự ti mặc cảm khi đám phản chiến Hoa Kỳ gọi Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa là Bảo Tướng, trong khi chính họ gọi Tổng trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và bà Ngoại trưởng Condoleezza Rice vào ngày 4 tháng 5 của năm 2006 tại Atlanta là những tội phạm chiến tranh? Nếu đã là tội phạm chiến tranh thì phải lãnh án, tử hình, chứ không thể ngồi điều khiển ngũ giác đài và Bộ Ngoại giao của siêu cường quốc Hoa Kỳ được. Trong suốt cuộc đời, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã chịu bao nhiêu oan khiên, nghiệt ngã. Phật giáo ghét ông vì vụ bàn thờ Phật xuống đường. Công giáo ghét ông vì ông bắt tên cán bộ cộng sản nằm vùng Phạm Ngọc Thảo tự nhận là con nuôi của ông Diệm ẩn núp tại một giáo xứ ở Hồ Nai. Sinh viên tranh đấu ghét ông vì ông dẹp họ biểu tình. Tổ chức phản chiến trên thế giới ghét ông vì ông bắt kẻ sát nhân phải đền tội ngay tức khắc tại phạm trường. Nhưng bây giờ lịch sử đã chứng minh tất cả những kẻ ghét ông đã sai và ông đã hành xử đúng. Tướng Loan đã đem sinh mạng và tất cả danh dự đời ông để bảo vệ đời sống của dân lành. Ông gieo rắc bình an cho dân chúng ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang và tất cả những nơi ông đặt chân đến. Cầu mong Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan được an nghỉ bình yên trong ánh hào quang rạng ngời với lòng cảm mến, kính phục và biết ơn của tất cả những người Việt quốc gia. I made one unforgivable mistake in when I was in North Vietnam, and I will go to my grave with this. On my last day, I was taken to a military site. It's not something I wanted to do. I was an emotional wreck by now. I don't know if I was set up or not. I was an adult. I take responsibility for my actions. There was this little ceremony. These soldiers sang a song. I sang a song in a feeble Vietnamese. Everyone was laughing. I was led to a gun sight and I sat down. And I was laughing and clapping and there were pictures taken. And as I walked away, I suddenly thought, oh my gosh, this is gonna look like I was shooting. I mean, there were no planes. The gun was not operable. It didn't matter. This is an image that belied everything that I was. I was in Vietnam. I was against the war because of what I had learned from soldiers. I'd spent 3 years working with active duty servicemen. And I understand the anger about that. And by the way, I have apologized for that photograph over and over and over again, privately and publicly. And I'm doing it again now. Years later, when I was in Waterbury, Connecticut, I was making a film, Stanley and Iris. I had my PR person there
I asked him to try to organize a meeting of Vietnam veterans. I said, Vietnam veterans in the basement of a church, and there were about 40 of them that came. And I came in alone, and I suggested that we go around in a circle and we all tell our stories. And we did. Some of them were, there was, they had hats that said traitor. There was one who later said to me, I came with, it was the Delta Death Squad, and he had an ace of spades, and that was the card that would be thrown when he was gonna kill someone, and he brought it with him, and he was intending to, challenge me and throw it at my feet. And, there was a lot of hostility, a lot of tears from all of us. It lasted many hours. When it was over, my PR person came in and said, I don't know who told the press. It wasn't me. It certainly wasn't me. But there are some press people outside. What do you want to do? And I said to the men, what do you want to do? I'll do whatever you want. We can all go out the back, whatever. And they said, let them in. It's not what the press expected. I don't mean that every single man there suddenly was Fonda Fonda, but there was a lot of healing, a lot of healing. The guy with the ace of spades ended up tearing it up and throwing it in the trash, and he's remained my friend, and we've talked a lot about this event. And what I learned, we have to listen to each other, even when we don't agree, even when we think we hate each other. We have to listen to each other's narratives, not interrupt defensively or with hostility, but really try to open our hearts and listen with empathy. I learned so much from that meeting. It was a very difficult thing to do, and it was one of the best things that I ever did in my life. Look what scares you in the face and try to understand it. Empathy, I have learned, is revolutionary. All of a sudden, to my left, somebody came out of nowhere, and I seen him go for his pistol. And as soon as he raised his pistol, as soon as he brought it up, I took the picture. I thought absolutely nothing of it. Went back to the AP office, and I dropped it off. I said, I think I got some guy shooting somebody. And I went to lunch. So what? Well, it was a war. No, I'm serious. That's how I felt. I had seen so many people die at that point in my life. It's not nice, but he shot him. He was a prisoner, he shot him. I might have done the same thing. It wasn't until about a day later when we started getting reports back about what was going on with the picture. I had no idea of the impact, and I still don't understand it even today. General Luan, he was a colonel, and the whole thing is the picture destroyed his life. And that's what bothers me more than anything else. In fact, not long after, he got wounded very badly in the leg. I went to visit him in the hospital, and
in Saigon. And he was later sent to the States because of his wounds. He never blamed me for the picture. He used the cliche that we hear all the time. He said, Eddie, he said, you were doing your job and I was doing mine. I guess the picture, I'm told, it did good things, but I don't want to hurt people either. I really don't. It really bothers me. That's not my intention, in other words, being a photographer. That's not what I want to do. All of a sudden, to my left, somebody came out of nowhere. And I seen him go for his pistol. And as soon as he raised his pistol, as soon as he brought it up, I took the picture. I thought absolutely nothing of it. Went back to the AP office, and I dropped it off. I said, I think I got some guy shooting somebody. And I went to lunch. Like, so what? Well, it was a war. No, I'm serious. That's how I felt. I had seen so many people die at that point in my life. It's not nice, but I mean, he shot him. He was a prisoner, he shot him. I might have done the same thing. It wasn't still about a day later when we start getting reports back about what was going on with the picture. I had no idea of the impact, and I still don't understand it even today. General Luan, well, he was like a colonel. And the whole thing is, the picture destroyed his life. And that's what bothers me more than anything else. In fact, not long after, he got wounded very badly in the leg. I went to visit him in the hospital in Saigon. And he was later sent to the States because of his wounds. He never blamed me for the picture. He used the cliche that we hear all the time. He said, Eddie, he said, you were doing your job and I was doing mine. I guess the picture, I'm told, it did good things, but I don't want to hurt people either. I really don't. It really bothers me. That's not my intention, in other words, being a photographer. That's not what I want to do. Người anh hùng thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan. Huế, sau 26 ngày kinh hoàng, đã có một số người Huế bỏ mà đi. Thế nhưng, có một người, mặc dầu thân sinh là người Bắc, nhưng ông ta lại được sinh ra tại Huế, lớn lên tại Huế, rồi khỏi Huế từ độ quê hương chìm đắm trong binh lửa. Nhưng mỗi khi Huế gặp nạn, dân Huế gặp khổ đau, thì ông lại trở về Huế với tấm chân tình và tình yêu của người con xứ Huế, thiết tha cứu Huế và chia sẻ bất hạnh với đồng bào Huế. Sáng hôm nay, ngồi viết những dòng này về ông mà lòng không nén được nỗi xúc động tưởng nhớ đến ông, người anh cả trong lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Không những riêng tôi, mà một số lớn anh em đồng đội trong lực lượng cảnh sát quốc gia đều thương tiếc và kính trọng ông. Hùng chết để gia, người ta chết để tiếng, tiếng tốt và tiếng xấu. Bây giờ ông đã khuất, không còn trong cuộc đời phiền muộn này nữa,
nhưng ông đã để lại tiếng tốt muôn đời, để lại sự kính trọng và lòng biết ơn của rất nhiều người dân Huế. Ông chính là Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Quốc gia năm 1966. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan sinh ngày 11 tháng 12 năm 1930 tại Huế, tốt nghiệp khóa 1 trường Võ Khoa Thủ Đức năm 1952. Năm 1953, Thiếu tướng Loan thụ huấn khóa phi công tại trường không quân Salon de Provence tại Pháp, tốt nghiệp với bằng kỹ sư hàng không. Ông là một trong những phi công lái khu trục cơ đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1960, ông giữ chức vụ chỉ huy trưởng phi đoàn 2 quan sát tại Nha Trang. Năm 1964, vinh thăng đại tá, tư lệnh phó không quân Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 11 tháng 2 năm 1965, đại tá Nguyễn Ngọc Loan đã dẫn đầu những phi đoàn A1 Skyrider vượt vĩ tuyến 17, anh tạc miền Bắc Việt Nam trong chiến dịch mũi tên lửa. Chưa bao giờ trong cuộc chiến đầy bi thảm của quê hương mà lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu chống cộng sản của dân quân Trị Thiên lại lên cao đến như vậy. Dân chúng, học sinh, sinh viên Huế đã tổ chức biểu tình lớn để hoan hô, vinh danh những người hùng không lực Việt Nam Cộng Hòa. Những kinh kha của thời đại đã vượt sông danh, xông vào đất địch. Những tên tuổi Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Ngọc Loan, Phạm Phú Quốc lúc đó đã được đồng bào hết lòng trân quý. Tôi bây giờ chỉ là viên sĩ quan trẻ cấp thiếu úy, biết được tên ông vì danh tiếng đó. Sau cuộc hành quân mũi tên lửa ngày 11 tháng 2 năm 1965, đại tá Nguyễn Ngọc Loan được bổ nhiệm về làm tổng giám đốc cảnh sát quốc gia, giám đốc nha an ninh quân đội, giám đốc phủ đặc ủy trung ương tình báo. Tháng 3 năm 1966, miền Trung Huế dậy sóng, biến động lớn xảy ra chỉ vì tham vọng điên cuồng, bất chấp vận mệnh quốc gia dân tộc, say mê quyền lực của Thích Trí Quang, một kẻ khát khao giấc mộng làm quốc trưởng, quốc phụ. Sau khi phá đổ được thể chế đệ nhất Cộng Hòa, qua phong trào Phật giáo tranh đấu biểu tình, làm tê liệt chính quyền, dẫn đến cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, say men chiến thắng, ngỡ mình là anh hùng cái thế. Trí Quang liên tiếp khống chế chính quyền trung ương bằng các cuộc biểu tình kêu gọi chống đàn áp Phật giáo, gây bất ổn chính trị cho đất nước. Với sự nhượng bộ của Mỹ, Trí Quang liên tục thay đổi điều hành các triều đại theo ý hắn ta, qua quyền lực đen của các cuộc biểu tình lên đường xuống đường của Phật tử tranh đấu từ triều đại Dương Văn Minh đến triều đại Nguyễn Khánh, đến triều đại Khánh Minh Khiêm, đến triều đại Trần Văn Hương, đến triều đại Phan Huy Quát, rồi đến thời gian đầu của chính quyền, hai tướng Thiệu Kỳ, tất cả đều bị Trí Quang thao túng, xếp đặt nhân sự. Ngay cả chính y đã đề nghị Capote Lager phế bỏ tướng Nguyễn Cao Kỳ để rồi chính tay hắn đưa ông Kỳ lên. Hành động này là gì nếu không phải là muốn thị oai mình là quốc phụ? Đến khi hành động của y vượt quá sự chịu đựng của chính quyền Johnson và miền Nam trên bờ vực thẳm, cộng sản lâm leo thôn tính, các tướng lãnh phẫn nộ, thì Henry Capote Lager mới không nghe lời và chiều chuộng Trí Quang thêm nữa. Bị phía Capote Lager từ chối không ủng hộ, từ Sài Gòn, Trí Quang bay ra Huế mưu đồ đại sự lần nữa, với sự giúp đỡ và bày mưu tính kế của Cộng sản Hà Nội qua bàn tay của điệp viên Hoàng Kim Loan, Trí Quang đã tạo nên biến động miền Trung. Thích Trí Quang, hắn là ai? Hắn là một kẻ lừa bịp, mượn chiếc áo nâu sòng để đi buôn chính trị, một cán bộ cộng sản nằm vùng quá lâu trong Phật giáo. Trí Quang cùng với đám cơ sở Việt Cộng như Đôn Hậu, Chánh Trực, Thiện Siêu, Nguyễn Khắc Từ, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Phan Duy Nhân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ, chỉ đạo và giật dây của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam qua tên Trung tá điệp viên Hoàng Kim Loan, bọn chúng mưu đồ biến miền Trung thành một vùng trái động và quyết tâm biến cố đô Huế thành thủ đô của đám mặt trận giải phóng miền Nam. Cuộc biến động xảy ra từ tháng 3 năm 1966, kéo dài trong 100 ngày. Tình hình rối loạn nặng nề từng giờ, từng ngày, công sở của chính quyền bị đám phản loạn chiếm giữ. Cơ sở ngoại giao đoàn bị đốt phá,
quân đội, công chức, cảnh sát ngã theo đám tranh đấu. Thành phố không còn chính quyền, không còn luật pháp quốc gia. Đám tranh đấu muốn vu khống, muốn đánh đập, muốn bắt bớ, muốn giết ai tùy thích. Dân chúng Huế kinh hãi hỗn loạn. Đời sống mỗi ngày mỗi cạn kiệt vì thiếu cung cấp của thị trường như thường nhật. Huế sống trong tuyệt vọng, hoang mang, nhìn tương lai vô định. Chính phủ trung ương liên tục cử ra 4 vị tướng với chức tư lệnh quân đoàn để ổn định tình hình miền Trung. Nhưng tình hình thì mỗi ngày một rối loạn thêm, 4 tướng đã bó tay đầu hàng. Từ trung tướng Nguyễn Chánh Thi mà đã ngã theo Thích Trí Quang chống lại chính phủ trung ương, đến thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân, đến trung tướng Tôn Thất Đính, tất cả thể hiện sự bất tài bất lực. Tướng Tôn Thất Đính sợ hãi Trí Quang và phong trào tranh đấu, chạy trốn vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tại Đà Nẵng. Rồi cuối cùng đến thiếu tướng Huỳnh Văn Cao. Thiếu tướng Cao đã bị viên trung úy sư đoàn bộ binh ly khai Nguyễn Đại Thức bắn. Cũng may ông không bị trúng đạn và cuối cùng tướng Cao cũng trốn luôn vào Bộ Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tại Đà Nẵng. Tình hình rối loạn và gần như tuyệt vọng tại miền Trung sau khi 4 tướng đã bỏ chạy. Sự thất bại lớn của 4 tướng Thi, Chuân, Đính, Hai, tình hình miền Trung ngày càng tồi tệ. Chính phủ Trung cương quyết chọn Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia ra tay. Vị đại tá người con xứ Huế đã hoàn thành vẻ vang sứ mạng tái lập an ninh lãnh thổ và ổn định cuộc sống cho đồng bào toàn vùng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng mà 4 vị tướng trước ông đã thất bại. Nói sao cho hết công ơn của thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đối với đất nước và đặc biệt là đối với người dân xứ Huế. Không có ông, Huế đã mất vào tay bọn Cộng sản năm 1966 qua bàn tay của phong trào sinh viên tranh đấu, Phật tử tranh đấu, bàn thờ Phật xuống đường. Với một bản năng mạnh mẽ và một khả năng chỉ huy lãnh đạo thiên phú, thông minh về chính trị, biết chiêu hiền đại sĩ, một tâm hồn bao dung trong tình nghĩa huynh đệ chi binh, một tấm lòng thương dân như con, tất cả vì dân vì nước, ông đã dẹp tan phản loạn miền Trung, bắt nhốt Thích Trí Quang và một đám cộng sản nằm vùng. Đánh giá lại lịch sử, đã có nhiều ngộ nhận cho rằng tướng Nguyễn Cao Kỳ đã dẹp được phong trào bàn thờ Phật xuống đường, điều này hoàn toàn sai. Tại Đà Nẵng, ông chiêu dụ tiểu đoàn biệt động quân của thiếu tá Nguyễn Thừa Du bằng cách đại xá cho đại úy Nguyễn Tự Cường đang ở trong tù để đại úy Cường đi thương thuyết với thiếu tá Du. Nhờ vậy mà tránh biết bao nhiêu máu đổ giữa các binh chủng tinh nhuệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhảy dù, thủy quân lục chiến chống lại tiểu đoàn biệt động quân và trung đoàn 56 bộ binh đang đóng tại Đà Nẵng. Nếu sự việc này xảy ra thì trang quân sự Việt Nam Cộng Hòa chắc hẳn sẽ đau đớn lắm và thậm chí có thể là ô nhục. Cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, một vị anh cả đáng kính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Còn việc chính phủ trung ương chọn Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, bạn của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ ra dẹp loạn, đâu có nghĩa là ông Kỳ có công dẹp loạn miền Trung. Xin trả lại công đạo cho người anh hùng biến động miền Trung, dẹp bàn thờ Phật xuống đường, giải thoát dân chúng miền Trung khỏi tay bọn Trí Quang tranh đấu, tái lập giao thông quốc lộ 1 và giao thông địa phương, tái lập trật tự xã hội, ổn định đời sống đồng bào miền Trung. Theo Đại tá Trần Minh Công, Viện trưởng Học viện Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là một sĩ quan trẻ của lực lượng Cảnh sát Quốc gia, đi cùng với Đại tá Loan ra Đà Nẵng, thì lực lượng của Bộ Chỉ huy hành quân dẹp loạn của Đại tá Loan gồm có chiến đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa được tăng phái thêm một tiểu đoàn nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa. Lực lượng hành quân được không vận ra phi trường Đà Nẵng, đã phải ở trong phi trường mất 2 ngày mà không thể tung quân ra được. Đại tá Loan muốn tránh một cuộc đổ máu xảy ra, bởi lẽ trung đoàn 56 bộ binh ly khai đang bố trí và sẵn sàng tấn công lực lượng của Đại tá Loan. Ngoài ra còn có một tiểu đoàn biệt động quân của thiếu tá Nguyễn Thừa Du cũng hợp tác với lực lượng tranh đấu tại Đà Nẵng. Thiếu tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương đã bay ra Đà Nẵng họp cùng Đại tá Loan. Thiếu tướng Kỳ có ý định cho chiến đấu cơ của không quân Việt Nam Cộng Hòa cất cánh nhắm bộ chỉ huy của trung đoàn 56 bộ binh ly khai chỉ với mục đích cảnh cáo, nhưng gặp ngay phản ứng về phía chính phủ Hoa Kỳ. Tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Đà Nẵng, tướng Walt đã gửi một thông điệp cho thiếu tướng Kỳ. Nếu chiến đấu cơ
của Không quân Việt Nam Cộng hòa cất cánh, ông ta sẽ cho chiến đấu cơ Hoa Kỳ ngăn chặn bắn hạ ngay. Được hỏi lý do tại sao, theo đại tá Trần Minh Công, đại tá Nguyễn Ngọc Loan cho rằng có lẽ Hoa Kỳ đã buộc chính phủ Việt Nam Cộng hòa phải chấp nhận một số điều kiện nào đó của họ, thì họ mới chịu để yên cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa dẹp đám phản loạn Thích Tri Quang. Và kết luận cay đắng của đại tá Trần Minh Công về việc này, thật tình không hiểu nổi đây là đồng minh kiểu gì. Cũng theo đại tá Trần Minh Công, lúc bấy giờ tình hình tại Đà Nẵng rất căng, rất nguy hiểm và đầy bất trắc, có thể đánh nhau lớn trong thành phố Đà Nẵng giữa lực lượng hành quân dẹp loạn của đại tá Nguyễn Ngọc Loan gồm thủy quân lục chiến, nhảy dù Việt Nam Cộng hòa, quân đội ly khai gồm có trung đoàn 56 bộ binh, tiểu đoàn biệt động quân của thiếu tá Nguyễn Thừa Du, cộng với đám tranh đấu ô hợp nhưng vô cùng sắc máu cuồng tính mà đại đa số là cơ sở Việt Cộng thuộc hai đội đội sinh viên Phật tử quyết tử do chính sinh viên Nguyễn Đắc Xuân chỉ huy, chúng từ Huế vào tăng cường cho lực lượng tranh đấu tại chùa Tỉnh Hội Đà Nẵng. Bọn sinh viên Phật tử quyết tử này đã được trang bị vũ khí. Để tránh việc đổ máu do phe mình đánh phe ta, đại tá Nguyễn Ngọc Loan đã dùng những người bạn thân của thiếu tá Nguyễn Thừa Du bí mật tiếp xúc và chiêu dụ thiếu tá Du trở lại với chính phủ. Biệt động quân là một trong những binh chủng thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tiểu đoàn biệt động quân của thiếu tá Du lại đang chiếm giữ thành phố Đà Nẵng. Không chiêu dụ được tiểu đoàn này thì rất có thể Đà Nẵng sẽ bị nhuộm đỏ máu. Người phụ trách công tác chiêu dụ thiếu tá Nguyễn Thừa Du là đại úy Nguyễn Tự Cường. Đại úy Nguyễn Tự Cường xuất thân khóa 7 võ bị Đà Lạt. Ông là chuyên viên tình báo, phụ trách tình báo hải ngoại vùng Bắc Lào. Sau đảo chánh năm 1963, ông bị bắt giữ và giam tại Cục An ninh Quân đội. Theo lời ông kể lại với tôi, sau đảo chánh năm 1963, anh bị bắt vì cho là người của cậu Cẩn. Một tù được một năm, được thả ra đói quá, mấy thằng Mỹ trả tiền và xúi dạy anh tham gia đảo chánh chỉnh lý lung tung, lại bị an ninh quân đội bắt nữa, lần này bị giam gần 2 năm. Đang trong tù thì cửa tù mở, dẫn đi trình diện ông Sáu Lèo. Anh đâu biết Sáu Lèo là ai? Hỏi viên sĩ quan đi theo thì mới biết Sáu Lèo là đại tá Nguyễn Ngọc Loan, cục trưởng cục an ninh quân đội, và cuộc gặp mặt với anh Sáu Lèo xảy ra như sau. Đờ cụ anh, làm cái gì mà tham gia đảo chính lung tung để rồi phải ngồi tù? Thưa đại tá, em có làm gì đâu. Sau đảo chính 1963 em bị bắt vì tội của ông cậu. Một năm sau được thả ra đó chứ. Đói quá, tham gia chỉnh lý kiếm tí tiền còm. Mày quen nghiện Nguyễn Thừa Du không? Bạn thân. Nó theo đám tranh đấu, tiểu đoàn biệt động quân của nó đang bị chiếm thị xã Đà Nẵng. Mày ra Đà Nẵng mà dụ nó trở về được không? Em làm được. Làm cho lớn còn không về lại cục ở tù tiếp mày. Trình đại tá làm được nhưng phải có điều kiện. Điều kiện gì? Trước khi đi Đà Nẵng, đại tá phải cho em tri lãnh 3 năm lương. Có thật thì mới giật được đạo. Bạch hóa hồ sơ không ghi vào quân bạ. Đại tá làm được hai chuyện đó thì em đi Đà Nẵng dụ thằng Du. Còn không em vào tù tiếp, không đi. Được. Và như thế, đại úy Cường đã gặp thiếu tá Nguyễn Thừa Du. Và kết quả là thiếu tá Du rút tiểu đoàn biệt động quân ra khỏi thành phố Đà Nẵng, tránh được việc nồi da sáu thịt giữa lính Việt Nam Cộng Hòa với lính Việt Nam Cộng Hòa. Đại úy Nguyễn Tự Cường ngay sau đó đã được đại tá Nguyễn Ngọc Loan bổ nhiệm làm trưởng ti an ninh quân đội thị xã Đà Nẵng. Ông và đại tá Nguyễn Ngọc Loan tính tình có nhiều điểm hợp nhau. Trung tá Nguyễn Tự Cường nay cũng đã theo tướng Nguyễn Ngọc Loan về cõi Vĩnh Hằng. Ông đã mất vào tháng 12/2007 tại Nam Cali. Phần thiếu tá Nguyễn Thừa Du, ông theo đại tá Loan dẹp xong vụ biến động miền Trung về Sài Gòn và được đại tá Loan bổ nhiệm đi làm trưởng ty cảnh sát quốc gia, một trong những quận lớn tại Chợ Lớn. Dù vậy, súng cũng đã nổ và đã có người chết. Khi đại tá Trần Minh Công tiến quân vào chùa Tỉnh Hội Đà Nẵng, ông đã tìm thấy có mười mấy xác chết đã sình thối trong kho nhà của chùa và chính ông cho lệnh nhân viên thuộc quyền đưa những thi hài sình thối này ra xe để đi chôn. Đại tá Nguyễn Ngọc Loan đã ổn định được tình hình tại thị xã Đà Nẵng. Sau đó, ông rời Đà Nẵng ra Huế, tiếp tục nhiệm vụ nặng nề đầy hiểm nguy mà chính phủ đặt lên vai ông, đó là dẹp loạn tại Huế. Còn người tiếp tục ổn định tình hình an ninh trật tự tại Đà Nẵng là quận trưởng cảnh sát Trần Minh Công.
tân trưởng ty cảnh sát quốc gia thị xã Đà Nẵng, người mà đại tá Loan tin cậy vào tài năng và lòng can đảm. Tân trưởng ty cảnh sát Trần Minh Công không phụ lòng của đại tá Loan, ông ta đã hoàn toàn hoàn tất nhiệm vụ mà đại tá Loan giao phó, một nhiệm vụ nặng nề tiếp tục ổn định tình hình rối loạn. Chỉ một năm sau, năm 1967, tình hình Đà Nẵng đã hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát. Đại tá Loan lại thuyên chuyển ông vào Sài Gòn giữ chức vụ trưởng ty cảnh sát quốc gia quận 2, thành phố Sài Gòn. Mậu Thân năm 1968, trong hai đợt tổng công kích của Việt Cộng vào thủ đô Sài Gòn, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, tư lệnh cảnh sát quốc gia và quận trưởng Trần Minh Công, cặp song kiếm này lại sát cánh cùng nhau tung lực lượng cảnh sát quốc gia phản công, ngăn chặn hai đợt tấn công của Việt Cộng vào Sài Gòn ngay những giờ phút đầu tiên. Tôi trở lại vụ tướng Loan dẹp loạn miền Trung. Ngày 8 tháng 6 năm 1966, biệt đoàn 222 cảnh sát dã chiến thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia do Trung tá Phan Huy Sảnh chỉ huy đổ quân chiếm ty cảnh sát quốc gia thị xã Huế. Đại tá Nguyễn Ngọc Loan và Bộ Tham mưu hành quân dẹp loạn đến Huế vào ngày 9 tháng 6 năm 1966. Lực lượng hành quân chiếm lại tòa hành chính tỉnh Thừa Thiên và thị xã Huế. Đại tá Loan đặt bộ chỉ huy hành quân đại tại đó. Trình diện đại tá Loan nhận công tác, đó là lần đầu tiên tôi gặp ông và cũng chính là cơ duyên đưa đẩy tôi từ quân đội sang ngành tình báo cảnh sát. Huế lúc bấy giờ hoàn toàn nằm trong tay Thích Trí Quang và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam qua tên Trung tá điệp viên Hoàng Kim Loan, thành ủy viên thành ủy Huế. Chúng định biến Huế thành vùng trái độn làm thủ đô cho mặt trận giải phóng miền Nam. Chiến trường Huế đã mở, mặt trận trị thiên Huế, vừa chính trị vừa quân sự sẽ rất cam go nguy hiểm và đầy bất trắc. Tất cả đang chờ đợi đại tá Nguyễn Ngọc Loan nhảy vào thử lửa, thử tài. Dọc dãy Trường Sơn, cạnh sườn Thừa Thiên Huế, lực lượng quân sự của Hà Nội, sư đoàn 324B thuộc quân khu Trị Thiên đang ém quân chờ đợi biến cố lớn xảy ra tại thành phố Huế. Khi Thích Trí Quang đại thắng là sẽ xua đại quân bôn tập tấn công chiếm Huế ngay lập tức. Nếu đại tá Nguyễn Ngọc Loan không kịp thời cứu Huế, có lẽ Huế đã mất vào tay Cộng sản năm 1966 mà không cần phải đợi đến Mậu Thân năm 1968. Tại thành phố Huế, sư đoàn bộ binh là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới sự chỉ huy của chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận. Có thể nói rằng một số lớn các đơn vị của sư đoàn này cùng với tư lệnh của mình, chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận ly khai với chính phủ trung ương mà phục vụ cho Trí Quang. Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận đã bất chấp quân pháp và luật pháp quốc gia, đem quân đội để phục vụ cho một tên Việt Cộng đại biệt, đem giang sơn và lý tưởng tự do đặt dưới giấc mộng tranh bá đồ vương của riêng hắn. Quốc phụ Thích Trí Quang đang chờ đợi đại tá Loan. Thích Trí Quang và lực lượng tranh đấu của hắn ta gồm có 4 đại đội sinh viên quyết tử do tên Nguyễn Xuân Đắc, sinh viên sư phạm Hán Việt chỉ huy. 4 đại đội này đã được chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận đưa vào trung tâm huấn luyện Văn Thánh của sư đoàn 1 bộ binh, huấn luyện quân sự, trang bị vũ khí. Hành động này của chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận là một hành động có thể nói là phản loạn, quả là một vết nhơ cho danh dự của ông. Bọn giặc tranh đấu này khi có vũ khí trong tay mà được huấn luyện quân sự, chúng phối hợp chặt chẽ với các quân đội ly khai mà cũng đang chờ đại tá Nguyễn Ngọc Loan. Thích Trí Quang và lực lượng tranh đấu của hắn ta gồm có 4 đại đội sinh viên quyết tử do tên Nguyễn Đắc Xuân, sinh viên sư phạm Hán Việt chỉ huy. 4 đại đội này đã được chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận đưa vào trung tâm huấn luyện Văn Thánh của sư đoàn 1 bộ binh huấn luyện quân sự, trang bị vũ khí. Hành động này của chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận là một hành động có thể nói là phản loạn, quả là một vết nhơ cho danh dự của ông. Bọn giặc tranh đấu này khi có vũ khí trong tay và được huấn luyện quân sự, chúng phối hợp chặt chẽ với các quân đội ly khai mà cũng đang chờ đại tá Nguyễn Ngọc Loan. Với chiếc áo cà sa Phật giáo, với chức vị thượng tọa, Thích Trí Quang đã mù quáng hóa các liên đoàn sinh viên học sinh Phật tử, quân nhân Phật tử, cảnh sát Phật tử,
công chức Phật tử, giáo chức Phật tử, tiểu thương Phật tử của các chợ Đông Ba, Bến Ngự, An Cựu. Có thể nói rằng thời kỳ đó là nhà nhà Phật tử, người người Phật tử, đâu đâu cũng dùng nhãn hiệu Phật tử. Lực lượng khoảng vài chục ngàn người này, theo lệnh của Thích Trí Quang, cũng đang chờ đợi Đại tá Loan. Hai phong trào quần chúng đấu tranh do tên Trung tá Điệp viên Hoàng Kim Loan đã thành lập cũng đang chờ đợi Đại tá Nguyễn Ngọc Loan. Đó là phong trào sinh viên tranh thủ hòa bình do sinh viên y khoa Đại học Huế Tôn Thất Kỳ chỉ huy và phong trào sinh viên tranh thủ dân chủ do sinh viên luật khoa Nguyễn Hữu Giao chỉ huy. Đau lòng nhất là những thằng con bất hiếu của Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, đó là lực lượng cảnh sát quốc gia Phật tử thuộc ti cảnh sát quốc gia Thừa Thiên và thị xã Huế. Lực lượng này gồm khoảng trên 5.000 sĩ quan và cảnh sát. Chúng đã nghe lời quyến rũ của kẻ nội thù và ngoại thù bất lương Việt Cộng Thích Trí Quang, Việt Cộng Hoàng Kim Loan, quay lại chống ông tư lệnh của mình. Con phản lại cha, đệ tử phản thầy theo giặc lầm loạn. Thật là đại bất hạnh cho Đại tá Loan và lực lượng cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Và sau rốt là đại bất hạnh cho đất nước khi có những binh đoàn chủ lực quân và lực lượng cảnh sát quốc gia lại theo giặc quay lại chống chính phủ trung ương, không kể gì quân pháp quốc pháp. Khi hồi tưởng lại giai đoạn này của đất nước, chúng ta không khỏi tức giận những kẻ chỉ biết đặt quyền lợi cá nhân lên trên vận mạng đất nước như Tiến Nguyễn Chánh Thi, Phan Xuân Nhuận và không khỏi bồi ngùi thương tiếc vì tướng suốt đời chỉ biết quyền lợi đất nước đó là Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan. Xin trở lại với hai viên tổng tư lệnh tối cao của phong trào tranh đấu, đó là Thích Trí Quang và điệp viên Hà Nội Hoàng Kim Loan. Điểm những thành tích của Thích Trí Quang như sau. Làm nên ba đại sự. Thứ nhất, làm sụp đổ nền đệ nhất Cộng Hòa dựa vào các thế lực Phật giáo Ấn Quang qua các phong trào gọi là xuống đường, Phật giáo bị bắt hại. Thứ hai, khống chế thao túng một loạt các chính quyền sau đó, giai đoạn cuối năm 1963 đến gần cuối năm 1966. Thứ ba, trực tiếp cùng với điệp viên Cộng sản Hoàng Kim Loan điều hành tất cả các biến động miền Trung, một khủng hoảng an ninh chính trị trầm trọng cũng dựa vào thế lực Phật giáo Ấn Quang kéo dài từ sau ngày lật đổ và thảm sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và các bào đệ Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn cho đến cuối năm 1966. Với ba thành tích lẫy lừng như thế, rõ ràng tướng Loan đang đối đầu với một địch thủ, mà căn cứ theo thành tích và sức mạnh thì rõ ràng là ông hơn nhiều. Cho nên quả là nói không ngoa, Trần Thư Hùng hứa hẹn một mất một còn. Không những mất còn đối với tướng Loan mà còn mất còn ngay cả đối với vận mệnh miền Nam bây giờ. Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, một anh hùng hào kiệt của binh chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa, một kinh kha của thời đại, đã từng vượt sông danh, bắt phạt trong chiến dịch mũi tên lửa. Giờ đây, tháng 6 năm 1966, kinh kha đang trực diện với một giai đoạn cay đắng và nguy hiểm của lịch sử. Đó là ông phải nhảy vào một chiến trường mà trong đó đầy dẫy những người con Huế như ông, nhưng lại dùng cái vỏ tôn giáo để nói giáo cho giặc, giết hại thường dân vô tội. Những kẻ mượn áo tu hành để mưu cầu quyền lực chính trị. Trận đánh phong trào Phật giáo tranh đấu có lẽ gian nan và khó khăn hơn nhiều so với việc dẫn đầu phi đoàn không quân Việt Nam Cộng Hòa lao mình vào đất địch. Thích Trí Quang và Hoàng Kim Loan đã dùng niềm tin tôn giáo 80% dân chúng Huế để gài Đại tá Nguyễn Ngọc Loan vào chiếc bẫy sập nguy hiểm mà không ai muốn dính líu tới, đó là chiếc bẫy tôn giáo. Khó khăn lớn nhất của ông là một số lớn dân chúng Huế lúc bấy giờ vì quá cuồng tín mà đã không phân biệt được lý lẽ đúng sai, chỉ biết quý thầy như Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu là cao cả trên hết. Hai tên Thích Trí Quang và Hoàng Kim Loan, chúng không chừa một thủ đoạn đê hèn nào, cái gì chúng cũng dùng nhãn hiệu Phật giáo, ngay cả đấng từ bi cũng đã bị hai tên này lấy ra sử dụng, đó là chúng đã đem bàn thờ Phật xuống đường. Thắng trận này chưa hẳn là một vinh quang, nhưng nếu thất bại thì đó là một yếu tố chắc chắn dẫn đến đầu hàng sớm hơn ngày 30 tháng 4 năm 1975 của quân chủng và chính phủ miền Nam Việt Nam, và ngay chính bản thân ông, Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, đời binh nghiệp của ông cũng sẽ giống như số phận của năm tướng Thi, Nhuận, Chuân, Đính, Cao. Thế nhưng thật không hổ danh anh Sáu Lèo, Đại tá Loan đến Huế để đối đầu với một lực lượng phản loạn to lớn.
hùng hậu và nguy hiểm còn hơn Việt Cộng chính hiệu. Vì chúng cũng bổn cũ soạn lại, đó là núp bóng chùa chiền sử dụng chiêu bài đàn áp Phật giáo mà đã lật đổ được cả một nhóm chính thể Cộng Hòa. Chiêu bài đàn áp Phật giáo là một chiêu rất cũ, được sử dụng từ năm 1963 nhưng luôn hiệu nghiệm ngay cả đến hôm nay. Vì sự mù quáng thái quá của các tín đồ, hoành hành bên cạnh sự trùm chăn của một số chính trị gia cũng như các viên chức chính quyền muốn được an thân và an vị. Tính nguy hiểm của cuộc chiến tôn giáo này đó là mang tính nhạy cảm của một sự việc mà dễ đưa đến mầm mống khiêu khích đối với Phật giáo. Mà sức mạnh của nó đã được khẳng định qua việc làm sụp đổ chính quyền đệ nhất Cộng Hòa và làm suy yếu các chính quyền tiếp theo. Điều này được thực hiện theo kế hoạch rất chu đáo mà Hà Nội đã dự tính qua bàn tay khao khát quyền lực của Thích Trí Quang. Nhóm sư Cộng sản nằm vùng trá hình khác như Thích Thiện Siêu, Thích Tránh Trực, Thích Như Ý và sự điều động giật dây rất tài tình của điệp viên Hoàng Kim Loan. Can đảm, bình tĩnh nhảy vào chiến trường cam go đầy cạm bẫy, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã chứng tỏ tư chất thiên phú của một nhà lãnh đạo tài ba, mạnh mẽ, thông minh, khéo léo, tung những đòn phản công như lúc hư lúc thật. Cuối cùng, ông đã chế ngự và dẹp tan được đám phản loạn mà không có đổ máu xảy ra. Những thắng lợi quan trọng mà ông đã đạt được trong cuộc chiến này như sau: thu hồi sư đoàn 1 bộ binh lại cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, giao sư đoàn 1 bộ binh lại cho đại tá Ngô Quang Trưởng, tham mưu trưởng sư đoàn nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa, chỉ huy và chỉnh đốn lại, thu hồi lại Huế cho chính phủ trung ương từ tay Thích Trí Quang và trung tá điệp viên Hà Nội Hoàng Kim Loan, bắt giữ thủ phạm chính Thích Trí Quang, bắt giữ chuẩn tướng Phan Xuân Nhượng, bắt giữ trung tướng Nguyễn Chánh Thi và khoảng trên 1.000 các thành phần tranh đấu chủ chốt vừa dân sự và quân sự bị bắt đem vào Cục An ninh Quân đội và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia xét xử, thanh lý môn hộ và tái tổ chức gia đình Cảnh sát Quốc gia tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế. Sự khéo léo tuyệt vời và tài tình nhất của ông đó dẹp tan đám phản loạn mà không có đổ máu. Và sự điều quan trọng nhất là Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã đem lại bình yên và ổn định cho đời sống đồng bào Thừa Thiên Huế sau những tháng ngày triền miên bị tê liệt bởi biểu tình tranh đấu và bàn thờ Phật xuống đường. Trước ông, bốn vị tướng lãnh đã hoàn toàn thất bại với tình hình rối loạn ngày càng trầm trọng mà nếu không dập tắt được thì hậu quả là có thể dẫn tới mất luôn miền Nam. Họ đã bó tay rồi, bỏ mặc dân chúng Huế sống trong cảnh kinh hoàng lo sợ căng thẳng từng ngày. Huế sống dưới sự trấn áp đe dọa khủng bố của đám vệ binh đỏ là những phần tử thân cận dày đặc của Thích Trí Quang, những cơ sở nội thành, nòng cốt của thành ủy viên Việt Cộng Hoàng Kim Loan. Huế trước khi đại tá Nguyễn Ngọc Loan đến là một Huế vô chính phủ, không còn luật pháp quốc gia. Huế bị bại liệt trong luật rừng của đám giặc cỏ này. Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, tư lệnh cảnh sát quốc gia, ông đã giải thoát đồng bào Huế khỏi cơn tai ương của đám thổ phỉ nằm vùng, tái lập lại luật pháp quốc gia, an ninh và trật tự công cộng. Ngày tôi đưa ông và bộ tham mưu, hành quân của ông xuống phi trường Phú Bài về lại Sài Gòn, tôi còn nhớ ông dặn tôi: mày đó, cẩn thận mà lo giữ mình, bọn nó không có tha cho mày đâu. Tôi trả lời ông: dạ đại tá. Bọn họ nói đại tá và em là hai tên phản đạo, đổ bàn thờ Phật. Mày buồn vì câu nói đó? Không đại tá, mình làm đúng mà, vì đó là bổn phận và trách nhiệm của mình. Ai muốn nói gì thì nói, để ý làm gì. Sau này, trong 9 năm chịu trách nhiệm an ninh tình báo, bảo vệ sinh mạng và tài sản của đồng bào, mỗi khi có biến động lớn xảy ra tại Huế, khi mà tình thế đòi hỏi buộc phải có những quyết định và hành động cứng rắn, và những thành phần, những phong trào phá rối tạo nguy cơ cho Huế và cho đồng bào Huế, tôi vẫn thường nhớ đến câu nói của đại tá Loan như một mệnh lệnh, một huấn dụ và một tấm gương mà tôi phải soi. Mình phải hành động vì đó là bổn phận và trách nhiệm của mình. Ai muốn nói gì thì nói, để làm gì. Câu nói này của ông tôi nhớ mãi và dùng nó như một viên thuốc trợ lực, một sức mạnh tinh thần cho tôi khi phải đương đầu với những quyết định khó khăn, những đụng chạm chính trị một mất một còn. Thiếu tướng, ông chính là tấm gương sáng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trở lại hai đợt
tổng công kích, tổng nổi dậy đợt 1 vào Tết Mậu Thân năm 1968 và đợt 2 vào tháng 5 1968 của lực lượng Việt Cộng vào thủ đô Sài Gòn và Huế cùng với hầu hết các đô thị lớn của chính phủ Việt Nam gồm 36 tỉnh, trong số 44 tỉnh lỵ và 6 thành phố lớn của miền Nam Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, ông đã làm gì để bảo vệ thủ đô Sài Gòn và đã làm gì để giúp đỡ đồng bào Huế đang trong cảnh khốn cùng tuyệt vọng? Đau thương tan tóc, điêu tàn đổ nát, rồi đến đợt hai tổng công kích của bọn chúng vào thành phố Sài Gòn. Thiếu tướng Loan đã làm gì để bảo vệ thủ đô Việt Nam Cộng Hòa? Thưa, ông đã làm tất cả một vị tướng có thể làm để bảo vệ sinh mạng và tài sản của đồng bào tại Sài Gòn Chợ Lớn. Và rồi cũng từ trách nhiệm đó, ông lại phải nhận lãnh một mệnh lệnh đau thương khắc nghiệt, oan trái cho đời ông và gia đình ông. Tôi không thể nói gì và viết gì về Thiếu tướng Loan trong thời gian Việt Cộng tấn công Sài Gòn. Vì nếu tôi viết, tôi sẽ là một kẻ nói dóc, bà Hoa về sự thật lịch sử. Tôi sẽ mang tội với chính tôi, với tất cả mọi người, và nhất là đối với Thiếu tướng Loan. Thời gian đó tôi đang ở Huế, đang cùng với các chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế phản lại các đợt tấn công của Việt Cộng vào Huế. Nhưng về phần Thiếu tướng Loan tại Huế, sau khi trận đánh Mậu Thân năm 1968 chấm dứt, tôi sẽ viết rõ. Phần đầu, tôi xin mượn lời của tiến sĩ luật khoa, thẩm phán Trần An Bài, sau này là giảng sư của Học viện Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và của Đại tá Trần Minh Công, Viện trưởng Học viện Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, mà trước đó Mậu Thân năm 1968. Ông là chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia quận 2 thủ đô Sài Gòn. Trong những giờ phút đầu Việt Cộng tấn công Sài Gòn, ông đã cùng sát cánh với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, tung lực lượng Cảnh sát Quốc gia và đích thân chỉ huy ngăn chặn các đợt tấn công của Việt Cộng. Đêm 30 sáng ngày 31 tháng 5 1968 dương lịch, tức đêm mùng 1 sáng ngày 2 Tết, thủ đô Sài Gòn bị Việt Cộng tấn công tại một số điểm như phi trường Tân Sơn Nhất, Tổng bộ Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Đài Phát thanh Sài Gòn, Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, phía đường Nguyễn Du, Bộ Tư lệnh Hải quân. Thực sự thì Đài Phát thanh Sài Gòn đã bị Việt Cộng chiếm giữ. Nhưng ngay tức thì, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã đích thân điều động lực lượng Cảnh sát Quốc gia và cùng đơn vị quân đội, ông đã chiếm lại Đài Phát thanh Sài Gòn ngay lập tức, không để cho Việt Cộng có cơ hội phát đi bất kỳ một lời tuyên truyền nào của chúng. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, hành xử luật pháp quốc gia. Sáng ngày mùng 2 Tết Mậu Thân, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đang chỉ huy trận đánh khốc liệt tại khu vực Chợ Lớn, đường Sư Vạn Hạnh và Ngô Văn Tự, thì một sĩ quan thuộc chiến đoàn Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa giải lao đến ông tên là Đại úy Việt Cộng. Nguyễn Văn Lém từ 7 lớp mà chiến đoàn Thủy quân lục chiến vừa bắt được. Nguyễn Văn Lém từ 7 lớp chỉ huy đơn vị đặc công, trước đó vài giờ đã giết toàn bộ gia đình của một sĩ quan cảnh sát quốc gia gồm mẹ, vợ, con và thân nhân của vị sĩ quan này. Sau đó, y chỉ huy tấn công và kiểm soát trại phù đổng của binh chủng thiết giáp. Bảy lớp bắt giữ gia đình của Trung tá Nguyễn Tuấn, dùng vợ con của Trung tá Tuấn làm con tin, bắt Trung tá Tuấn chỉ dẫn cách sử dụng xe tăng còn lại trong trại. Trung tá Nguyễn Tuấn từ chối. Bảy lớp đã giết sạch gia đình Trung tá Nguyễn Tuấn, gồm cả bà mẹ già của Trung tá Tuấn 80 tuổi, chỉ có một bé trai bị thương nặng và sau đó đã được cứu sống. Trước đó, y là thủ phạm đã giết chết 34 thường dân vô tội và cũng là tác giả mồ chôn tập thể của 34 đồng bào này. Y khai y rất hãnh diện về thành tích đó. Nhân chứng Nguyễn Trường Toại, một thường dân kể lại rằng, tôi biết hắn đã làm những gì. Trong cuộc chạm súng với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hắn sử dụng trẻ em làm lá chắn để đẩy trẻ thơ vô tội làm bia đỡ đạn, làm quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thể nổ súng để cho đồng đội hắn tẩu thoát.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã được báo cáo đầy đủ về tội trạng và hành động man rợ của tên Việt Cộng này. Và khi nhìn xác chết thê thảm của các trẻ thơ vô tội tại hiện trường, nghẹn ngào căm phẫn, ông đã hỏi: "Tại sao? Chuyện gì vậy?" Khi biết được đầu đuôi tự sự ai là hung thủ của việc giết người man rợ tàn bạo này, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan không ngăn được cảm xúc của sự phẫn nộ, đã nổ súng hạ sát tên thủ phạm, Đại úy đặc công Nguyễn Văn Lém từ 7 lớp. Bám sát theo ban chỉ huy hành quân của Thiếu tướng Loan, lúc đó là đám ký giả chiến trường ngoại quốc, trong đó có nhiếp ảnh gia Edie Adams của hãng thông tấn AP và phóng viên quay phim cho hãng tin NBC, người Việt Nam là ông Võ Sửu. Tất cả diễn biến về việc Thiếu tướng Loan xử bắn tên đặc cộng 7 lớp đã được Võ Sửu và Edie Adams thâu hết vào ống kính. Tướng Loan thấy rõ chuyện thu hình này, cho nên nếu muốn, ông có thể ra lệnh tịch thu hết các cuốn phim. Nhưng không, ông không làm như vậy, và ông đã quân tử nói với Edie Adams cùng với các ký giả ngoại quốc, cũng như ông Võ Sửu lúc đó: "Tên Việt Cộng này đã giết vô số đồng bào của tôi và người Hoa Kỳ." Edie Adams kể lại: "Lúc đầu tôi tưởng Lém đã được dẫn đến để tướng Loan thẩm vấn. Khi ông rút súng chĩa vào Lém, tôi vẫn còn tưởng tượng chỉ là đe dọa thôi, hóa ra ông bắn thật." Ngày tối hôm đó, mùng 2 Tết Mậu Thân, Edie Adams đã chuyển bức hình Thiếu tướng Loan xử bắn tên đặc công 7 lớp từ Sài Gòn đi khắp thế giới. Cả thế giới rúng động, đám ký giả ngoại quốc, các phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ, Việt Nam, Âu Châu và nhiều quốc gia khác tận tình khai thác bức hình này. Nó chính là bức hình oan nghiệt đã đưa cuộc đời của Thiếu tướng Loan vào khúc quanh nghiệt ngã và cũng đã góp phần tạo nên những dư luận sai trái bất lợi về chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Cộng sản. Và cuối cùng, cộng với nhiều yếu tố khác, đã tạo nên một kết cục đau thương cho miền Nam và đất nước. Tranh luận về bức hình và hành động của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đúng hay sai, theo thẩm phán Trần An Bài, giảng sư Học viện Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, nhóm phản chiến Hoa Kỳ lý luận rằng Đại úy đặc công Việt Cộng đã bị bắt, hai tay bị trói quặt sau lưng, tức Nguyễn Văn Lém từ 7 lớp đã thực sự trở thành tù binh chiến tranh. Tướng Loan không có quyền hành quyết một kẻ thù đã trở thành tù binh chiến tranh, không còn phương tiện tấn công. Hành động này trái với Điều 3 Quy ước Geneva ngày 12 tháng 8 năm 1949 về tù binh. Phóng viên chiến trường của Úc Đại Lợi, ký giả là Neil Davis trong cuốn In the Front Line đã bên vực Thiếu tướng Loan cho rằng tên đặc công mặc áo dân sự, tức không phải quân nhân địch như đã quy định trong Quy ước Geneva về tù binh. Bảy Lém đã phạm tội quá rõ ràng là giết nhiều đàn bà và con nít và ngoan cố không chịu đầu hàng. Tướng Loan xử bắn một tên phản loạn trong thời gian thiết quân luật thì cũng không có gì gọi là quá đáng. Tướng William Westmoreland, tổng tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam, đã nhận định về hành động của Thiếu tướng Loan: "Không khôn ngoan, nhưng tướng Loan đã làm dưới áp lực. Vấn đề này liên quan đến pháp lý mà ông không thể phán đoán được. Ông chỉ muốn nhấn mạnh áp lực vào thời điểm đó, tức là sự giận dữ về những hành động khủng bố của Cộng sản." Và Edie Adams, tác giả của tấm hình, đã đem lại oan nghiệt cay đắng cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan và cho cuộc chiến Việt Nam. Đã nói bức hình của ông chỉ nói lên được một nửa sự thật. Ông đã ân hận, đã phân bua, đã gào thét trên truyền hình, truyền thanh, báo chí để cảnh giác thế giới rằng họ đã hiểu lầm ý nghĩa bức hình của ông. Bức hình không giống cái bánh, một nửa cái bánh vẫn là cái bánh, một nửa sự thật không thể là sự thật. Sự thật là gì? Đó là sự sai, sự gian xảo, sự lừa phỉnh, sự lừa lọc và lầm lẫn. Thế mà cả thế giới nhắm mắt, bịt tai và im lặng để cho tướng Loan chết trong nỗi oan khiên, Việt Nam Cộng Hòa chết tức tới và lịch sử Việt Nam thì viết nên những trang đầy thảm họa. Vậy nữa, sự thật kia là gì? Một, Adams đã không ghi lại những hình ảnh mà 7 lớp đã bắn giết và chôn sống dã man những người dân vô tội mà tướng Loan có trách nhiệm phải bảo vệ. Họ là đàn bà, con nít, không có phương tiện tự vệ trong tay. Sự việc này cũng đã được Điều 4 Quy ước Geneva ngăn cấm các quân nhân tham dự chiến tranh không được làm như vậy.
2, Adams cũng không diễn tả được cảnh Bắc Việt đã lợi dụng hưu chiến ngày Tết tấn công Việt Nam Cộng Hòa, gieo bao nhiêu đau thương chết chóc cho dân chúng Việt Nam. 3, Adams đã không ghi lại được cảnh hàng ngàn dân lành bị chôn sống tại Huế trong Tết Mậu Thân do tay các đồng chí của bảy lớp gây ra. Tóm lại, nửa sự thật mà Adams đã không trình bày được là nguyên nhân dẫn đến nửa sự thật kia mà Adams đã diễn tả trong bức hình, đó là cảnh bắn một tên sốc sanh mọi rợ, đại úy đặc công Việt Cộng bảy lớp. Xin hỏi, hắn bắn một tên Việt Cộng tàn ác đó mà có tội sao? Nói cách khác, việc tướng Loan nổ súng kết liễu đời Nguyễn Văn Lém tự bảy lớp là hậu quả tất nhiên từ chính việc làm của bảy lớp, đó là đã giết hại dã man nhiều dân lành và trẻ em vô tội. Tranh luận về pháp lý, trong 4 phe tham chiến tại Việt Nam, chỉ có Việt Nam Cộng Hòa đã không hề ký kết vào bất cứ phần nào của Quy ước Geneva về tù binh và còn công khai bác bỏ vào ngày 18 tháng 2 năm 1974. Trong khi đó thì Hoa Kỳ ký vào ngày 2 tháng 8 năm 1955, Bắc Việt ký vào các năm 1953, năm 1957, 1976, Mặt trận Giải phóng miền Nam ký vào 1973, 1974. Như vậy thì làm sao có thể quy kết cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã vi phạm các quy ước này? Dù có phê chuẩn quy ước, nhưng mỗi quốc gia lại tự giải thích quy ước theo quan niệm và quyền lợi riêng tư của mình. Hãy lấy ngay Bắc Việt và Hoa Kỳ làm bằng chứng. Bắc Việt không tuân thủ quy ước dành cho tù binh Hoa Kỳ với lý do Hoa Kỳ đã mở cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược Việt Nam, tức là cuộc chiến tranh không có chính nghĩa, cho nên tù binh Mỹ không đáng hưởng được những đặc ân của quy chế tù binh. Hoa Kỳ lại cũng không cho binh lính Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng miền Nam được hưởng quy ước, viện lý do là Bắc Việt và Mặt trận đã áp dụng những chiến thuật du kích quá dã man, không thích hợp cho một cuộc chiến quân sự chính quy. Binh lính Bắc Việt và Mặt trận bị bắt thật sự chỉ là những can phạm hình sự, chứ không phải đúng là nghĩa là tù binh. Giả như Việt Nam Cộng Hòa có ký vào quy ước Geneva thì chúng ta có thể giải thích rằng Nguyễn Văn Lém không phải là tù binh chiến tranh, không mặc quân phục và khi bị bắt y không đang giao tranh với quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà lại đang dùng kiếm giết hại dân lành vô tội, rõ ràng y là một tội nhân hình sự chứ không phải là một tù binh. Cái gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam được khai sinh vào ngày 20 tháng 12 năm 1960 với mục đích lật đổ chế độ chính trị miền Nam bằng bạo lực, còn Bắc Việt thì luôn luôn chối bỏ là không hề tham dự vào các trận đánh ở miền Nam. Đó chỉ là chuyện riêng tư giữa nhân dân miền Nam nổi dậy qua tổ chức Mặt trận Giải phóng miền Nam chống nhà cầm quyền của họ mà thôi. Nếu lập luận này đúng thì hai hậu quả được đặt ra cho vụ của tướng Loan. Thứ nhất, Nguyễn Văn Lém là một phần tử trong tổ chức nổi loạn chống chính phủ miền Nam nên không phải áp dụng quy chế Geneva mà là áp dụng luật lệ của Việt Nam Cộng Hòa dành cho phần tử nổi loạn. Thứ hai, luật pháp của Việt Nam Cộng Hòa thời đó đã đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, nghĩa là các cán binh Cộng sản chống lại Việt Nam Cộng Hòa bằng vũ lực không thể được đặt luật pháp bảo vệ như một công dân bình thường. Nguyễn Văn Lém là một phần tử trong tổ chức phản loạn bị luật pháp đặt ra ngoài vòng pháp luật, y lại còn bị bắt quả tang trong lúc phạm tội hình sự nguy hiểm. Vậy thì, tướng Loan, chỉ huy cao nhất của ngành cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đang có mặt trên phạm trường, có quyền thụ lý, nội vụ và quyết định những biện pháp thích nghi. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã hành xử đúng quyền hạn của ông khi quyết định xử tử Nguyễn Văn Lém ngay tại phạm trường để chấm dứt tội ác của y. Quyết định của tướng Loan phải được gọi là đúng luật. Và sau cùng, luận về việc thiếu tướng Loan xử tử bảy lớp có đúng thủ tục pháp lý và nhân đạo hay không? Theo giảng sư Trần An Bài, thì lý lẽ quan trọng nhất người ta thường nêu lên để trách cứ tướng Loan là đã xử tử Nguyễn Văn Lém, tức bảy lớp, mà không có án lệnh của tòa án không? Người ta đã lầm hoàn toàn. Người ta đòi hỏi Nguyễn Văn Lém phải được bắt giữ đúng thủ tục tư pháp,
và ai có quyền bắt giữ kẻ phạm pháp? Đó là cảnh sát, nhưng chính cảnh sát lại là những người đang bị bảy lớp tìm giết. Chẳng những giết cảnh sát, mà bảy lớp còn giết cả vợ con gia đình cảnh sát. Người ta còn đòi hỏi phải đem bảy lớp ra tòa án xét xử. Còn tòa đâu mà xử? Tòa án và các cơ sở công quyền là mục tiêu của bảy lớp và các đồng chí của y đang quyết tâm phá hoại cho kỳ hết, giết cho kỳ sạch. Còn thẩm phán là những người mà bảy lớp đang tìm để bắt chôn sống. Trong hoàn cảnh chiến tranh chết chóc lửa đạn như vậy và trước một hiện trường kinh hoàng của tội ác mà y đã làm, sao còn đòi hỏi nào là quy ước, nào là cảnh sát tư pháp, nào là tòa án, nào là thẩm phán? Tất cả những thứ đó, Nguyễn Văn Lém tự bảy lớp không có quyền được hưởng như một tội phạm thông thường. Điều mà y đáng bị đó là chấm dứt tội ác và đền tội. Nguyễn Văn Lém đã không mặc quân phục, đội nón cói đi dép sâu để giao tranh với quân đội Việt Nam Cộng Hòa như các bộ đội Bắc Việt khác. Nguyễn Văn Lém mặc thường phục đi khủng bố giết hại đàn bà con nít để họ làm bia đỡ đạn. Lém chẳng những đã không phủ nhận mà còn hãnh diện về các vụ giết và chôn sống đàn bà con nít đầy mang rợ của y. Hành vi này kết thành tội sát nhân với trường hợp gia trọng, bắt buộc phải bị tử hình. Phương cách thi hành bản án tử hình vẫn được áp dụng vào thời đó tại Việt Nam là tử tội bị trói vào cột và một tiểu đội hành quyết nổ súng. Sau đó viên tiểu đội trưởng đến gần bắn một phát súng ân huệ vào đầu tử tội để chắc chắn y đã chết. Nguyễn Văn Lém đã bị hành quyết đúng theo thủ tục. Tử tội bị trói đem ra pháp trường và hưởng phát súng hành quyết cũng chính là phát súng ân huệ của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đây là những lời nói muộn màng của Edia Adams. Càng tìm hiểu về tướng Loan, tôi càng ngưỡng mộ tài đức của ông đã bảo vệ quê hương, được đồng bào Việt Nam yêu thương. Ngay khi Cộng sản tấn công Sài Gòn, ông là một vị tướng duy nhất trên khắp đường phố Sài Gòn để trực tiếp chỉ huy các lực lượng cảnh sát. Nếu không có tướng Loan thì không biết số phận Sài Gòn sẽ ra sao. Vậy mà bức hình này đã gây nên sự ngộ nhận và phản đối của công luận lên án tướng Loan là tàn bạo. Vâng, nếu không có tướng Loan thì không biết số phận Sài Gòn sẽ ra sao. Một Huế mậu thân thứ hai. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đến Huế, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cảnh sát quốc gia đã tiêu diệt hầu như toàn bộ các lực lượng Việt Cộng tấn công Sài Gòn, thủ đô miền Nam Việt Nam. Sài Gòn tạm yên nhưng Huế mặt trận vẫn còn khốc liệt. Cộng quân chiếm Huế 22 ngày kể từ 2 giờ 32 phút đêm mùng 1 Tết, rạng ngày mùng 2 Tết đến khuya ngày 22 Tết Mậu Thân. Bọn chúng mới bắt đầu tháo chạy và Huế thực sự ngưng tiếng súng vào sáng ngày 26 tháng Giêng âm lịch. Huế trong cảnh đổ nát, điêu tàn đầy xác người đã sình thối. Huế nhiều mồ chôn tập thể trong thành phố. Huế đói, Huế lạnh, Huế cơ cực, Huế có quá nhiều người Huế tị nạn ngay trong thành phố Huế. Huế với những trại tị nạn trong đó, đầy những trẻ thơ, quá phụ, ông bà già đang đói, đang run rẩy vì trời Huế quá lạnh. Huế với những tiếng khóc tức tưởi, Huế với những tiếng nức và dòng nước mắt nghẹn ngào của thiếu phụ, của cha, của mẹ, của anh, của em, của bạn bè gần xa. Huế với những tiếng thét kinh hoàng, thất thanh, vút tận trời xanh mỗi khi tìm ra thân xác thân nhân mình đã sình thối. Huế sau 26 ngày bị Việt Cộng chiếm đóng là thế đó, 5.327 thường dân vô tội bị tên sát nhân tàn bạo nhất thế giới là Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam của y sát hại, cùng với 1.200 thường dân bị chúng bắt dẫn đi mất tích. Huế đang trong tuyệt vọng thì Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, sư tư lệnh cảnh sát quốc gia đến Huế cùng với những chiếc phi cơ C-130 của Không quân Việt Nam Cộng Hòa chất đầy những phẩm vật tiếp cứu khẩn cấp cho đồng bào Huế. Tôi đón ông tại phi trường Phú Bài, vừa bước xuống cầu thang máy ông đã nói: "Tưởng bọn mày bị chôn sống rồi." "Đâu dễ vậy, Thiếu tướng, em là lính mà." Trong khi chờ đợi bốc hàng khỏi máy bay tại phòng khách danh dự của phi trường Phú Bài, tôi trình với ông tất cả những diễn biến xảy ra trong suốt 26 ngày qua.
Ông nắm tình hình Huế rất vững, chính xác. Ngoài việc hàng ngày tôi báo trình vào Bộ Tư lệnh, ông còn hai hệ thống an ninh báo cáo cho ông, đó là Cục An ninh Quân đội và Đặc phủ Ủy Trung ương Tình báo. Ông hỏi tôi, hai thằng Cán và đoàn công lập mày bắt chúng nó chưa? Quận Cán thì đã bắt rồi, nhưng mà đoàn công lập thì chưa. Vì ông ta đang còn là sếp của em, và cũng chưa có lệnh của thiếu tướng làm sao mà bắt được. Hơn nữa, chuyện ông ta làm nội tuyến, em đang bám sát. Có bắt bây giờ cũng chưa có đủ dữ kiện mà để mà truy tố ra tòa. Bao nhiêu anh em bị tử trận, bị thương? Trình thiếu tướng, 150 người tử trận, bị thương nặng nhẹ gần 60 người. Giờ số bị thương thì nằm ở đâu? Trình thiếu tướng, ở tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngày mai đi thăm họ. Tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế, Thiếu tướng Loan quyết định giao quận trưởng Nguyễn Văn Cán, nguyên trưởng ty Cảnh sát Quốc gia thị xã Huế, cho Trung tá Nguyễn Tự Cường, trưởng ty An ninh Quốc gia thị xã Đà Nẵng thủ lý. Hoàn tất hồ sơ nội bộ trong thời hạn sớm nhất, truy tố Tòa án Quân sự Mặt trận Vùng 1 với tội danh hoạt động cho địch, tiếp tay với kẻ thù, sát hại đồng bào và đồng đội trong thời gian Tết Mậu Thân, với bản án đề nghị tử hình và sẽ đem ra Huế hành quyết. Về phía ông Đoàn Công lập trưởng ty Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế, tướng Loan giải nhiệm chức vụ trưởng ty tại chỗ, bắt giữ đương sự với tội danh hèn nhát trước quân địch, bỏ trốn đơn vị khi tác chiến và tẩu tán tài sản quốc gia. Hơn 400 vũ khí trong kho đã bị thất thoát một cách mờ ám. Ông Lập bị giải vào Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia ngày 27 tháng 2 năm 1968. Ngày 27 tháng 2 năm 1968, khi đến thăm viếng và trao tặng một số phẩm vật cứu trợ như chăn mền, thực phẩm cho đồng bào tại các trại tị nạn ở các trường trung, tiểu học trong thành phố Huế, nhìn cảnh sống quá cơ cực hôi hám và thiếu thốn phương tiện vệ sinh tối thiểu, nét mặt đăm chiêu buồn bã, bất chợt ông nói với tôi. Thật quá tội, tình hình đã tạm ổn, sao họ chưa về nhà? Trình thiếu tướng, những người còn nhà họ đã về từ hôm qua. Những người này nhà cửa đã bị bọn Việt Cộng đốt cháy rụi rồi. Còn nhà đâu nữa mà về? Nghe tôi nói xong, ông im lặng chẳng nói năng gì. Sau khi thăm một số anh em cảnh sát bị thương đang nằm bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế, trên đường trở về lại Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia, ông nói với tôi, tao đã có cách giúp họ, đi gặp tỉnh trưởng, xin thằng này một khu đất, mình xây nhà cho họ ở. Hóa ra từ nãy giờ ông miên man suy nghĩ về cảnh cơ cực của đồng bào tị nạn. Tôi thật ngạc nhiên, chẳng nói gì, nhưng thầm nghĩ, vật dụng đâu mà xây? Nhà cửa đâu mà về? Cảnh cơ cực của đồng bào Huế đã làm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đau lòng. Ông hối hả xây dựng ngay trại tị nạn tình thương cho dân Huế nương náu. Nhân đi gặp ông tỉnh trưởng, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để Thiếu tướng Loan có thể can thiệp với ông ta, giúp tôi về việc một mình kiêm hai chức vụ, phó ty cảnh sát đặc biệt và quận trưởng quận 3 thị xã Huế. Thiếu tướng, em kiêm hai chức vụ trọng trách quá nặng, sợ không có chu toàn nói. Bây giờ tình hình quân sự đã tạm ổn. Thiếu tướng nói với ông ta cho em giao lại, về lo việc tình báo bên cảnh sát đặc biệt. Đúng rồi, đó là điều tao muốn nói với ông tỉnh trưởng, trả mày lại cho tao, mày còn nhiều việc phải làm. Ba hôm sau, tôi bàn giao quận 3, thị xã Huế cho một thiếu tá và trở lại thuần túy lo công việc của ngành cảnh sát. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan và trại tị nạn tình thương cho đồng bào Huế. Theo yêu cầu của Thiếu tướng Loan, ông tỉnh trưởng đã cấp một khu đất rộng và dài tại đường Hòa Bình, thuộc quận 1, thành nội Huế. Khu đất rộng mênh mông này nằm sát tử cấm thành của Hoàng Cung. Cầu không vận của binh chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa đã được thiết lập giữa Sài Gòn, Huế. Hàng tấn vật liệu xây cất như tôn, xi măng đã được chở ra Huế. Với hơn 100 nhân viên cảnh sát do tôi tuyển chọn và khoảng 200 đồng bào tình nguyện, như vậy là 300 nhân công, lại có tay nghề cũng có. Và loại tai mơ trời ơi đất hỡi như tôi cũng có, do ông cai thầu cũng thuộc loại trời ơi đất hỡi là anh Sáu Lèo, tức Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan chỉ huy. Phó cai thầu là Trung úy Liên Thành. Chỉ trong 16 ngày, chúng tôi hoàn tất khoảng 500 căn nhà,
mái lợp tôn, vách bằng đủ mọi thứ có được, hầu hết là ván ép. Như vậy có chỗ cho 500 gia đình trú ngụ tạm thời, không phân biệt họ là ai, gia đình quân đội, cảnh sát, công chức, thường dân, những ai mất nhà mất cửa đều được mời vào trú ngụ. Suốt 16 ngày xây cất, ngoại trừ những lúc phải giải quyết công việc khẩn cấp, ngoài ra hầu hết thì giờ thiếu tướng Loan đều có mặt. Ông cũng xắn tay áo, tay cầm búa, cầm đinh, miệng la hét đốc thúc y như là ông cai thứ thiệt. Có một lần, tôi cũng như ông, tay búa, tay đinh cùng đám đệ tử đứng gần, bất chợt nhìn dáng dấp của ông. Tôi nín cười, không quay qua nói với tám đệ tử. Bọn bay nhìn, ông tướng mình giống anh cai thầu quá phải không? Cả bọn cùng cười, bị ông bắt gặp. Ông hỏi chúng tôi, đờ cụ chúng mày cười gì đó? Tôi trả lời ổng tỉnh bơ, thì cười thiếu tướng đó, ông trông giống như là ông cai thầu vậy. Ông cũng cười theo nụ cười thật là hiền lành. Thôi làm việc đi, làm nhanh lên cho đồng bào có chỗ ở. 16 ngày sau, ngày khánh thành khu trại tình thương cho đồng bào tị nạn Huế, thiếu tướng Loan đứng vòng tay ngay cửa chính nhìn đồng bào nhập trại với nụ cười thỏa nguyện. Mọi người đi ngang trước mặt ông đều cất tiếng cảm ơn thiếu tướng, cảm ơn ông tướng, cảm ơn ông. Ông vẫn đứng vòng tay im lặng, ngắm nhìn họ bằng ánh mắt trìu mến, không nói năng chi. Trong các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, và có lẽ ngay cả trong lịch sử, hình như chỉ có mỗi ông tướng Nguyễn Ngọc Loan là chính tay ông lao động cực nhọc, xây chỗ ở cho dân chúng và xả thân chiến đấu như những kinh binh, thiếu tướng. Trong trăm ngàn nỗi khổ đau khốn cùng mà dân Huế đã cắn răng gồng mình, chịu đựng suốt 26 ngày Việt Cộng tàn sát thân nhân của họ và chính bản thân họ, trong kinh hoàng, trong run rẩy đói lạnh tại các trại tị nạn, ông đã tìm về với họ, về với Huế, về với thành phố đầy ắp những kỷ niệm thời niên thiếu của ông, với một tấm lòng, một vòng tay, một trái tim mở rộng che chở họ. Ông trời ơi, răng người nhân đức như ông mà lại gặp nạn. Thiếu tướng, những giọt nước mắt và tiếng thét lớn của cụ già là những lời cảm ơn chân thành nhất của họ, là tình yêu của người dân Huế đối với ông mà họ đã ấp ủ trong lòng từ lâu lắm rồi và đối với ân nhân của họ. Dân Huế ghi lòng tạc dạ ân tình đó, để rồi năm tháng sau, khi Việt Cộng tấn công vào Sài Gòn trong đợt 2, tôi sang trại tị nạn tình thương của ông, báo cho họ biết thiếu tướng Loan đã bị trọng thương. Ông đã bị địch bắn gãy hai chân trong một trận giao tranh với chúng tại cầu Phan Thanh Giản, Sài Gòn. Thiếu tướng, ông biết không, những người đó, những kẻ khốn cùng mà ông đã cứu giúp, cả mấy trăm người trong trại tị nạn đã bật khóc thành tiếng. Những dòng nước mắt sàn rụa của quá phụ, của ông già, của bà lão đã tuôn trào ra thương tiếc ông. Lẫn trong những tiếng khóc nghẹn ngào đó, chợt có tiếng la lớn của một cụ già, rất già. Sau trại tình thương những ngày kế tiếp, thiếu tướng Loan hỏi lại tôi, bao nhiêu anh em tử trận? 150 người, thiếu tướng. Quá nặng. Mày nói á, thằng trưởng phòng hành chánh của mày á, lập thủ tục khẩn cấp, tuyển dụng vợ của 150 anh em tử trận vào nữ cảnh sát. Ngành đặc biệt của mày á, để họ có lương tiền nuôi nấng con cái của họ. Tao không có tiền giúp họ, chỉ còn cách này thôi, phải làm gấp. Tao ký lệnh tuyển dụng và muốn gặp mặt họ trước khi mà về lại Sài Gòn. Tôi hiểu và thi hành ngay. Tôi may mắn có được một đại úy Hoàng Thanh Tùng, một sĩ quan cảnh sát trẻ năng động và nhiệt tình. Chỉ vỏn vẹn 4 năm ngày sau, vừa hồ sơ tuyển mộ, vừa hồ sơ xin trợ cấp tử tuất đã làm xong. Thật tình đây là một cuộc tuyển mộ độc nhất vô nhị, khó thấy trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hoàn toàn phi hành chánh, không hợp với điều lệ tuyển mộ mà chỉ có anh Sáu Lèo mới dám tuyển mà thôi. Vì hầu hết các bà quả phụ đều không biết đọc mà cũng chẳng biết viết một chữ nào cả. Nó rất là sai luật, bất hợp pháp nhưng lại hợp với lòng nhân đạo, thương người và nhất là cá tính yêu mến và lo lắng cho thuộc cấp, cho dân chúng của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia. Độc nhất chỉ có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan là người tuyển mộ nữ nhân viên cảnh sát kiểu như thế này. Ngay những nữ cảnh sát viên nhận việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đích thân đến gặp họ trong một hội trường lớn của Bộ Chỉ huy Cảnh sát quốc gia Thừa Thiên Huế. Hội trường đông kín với
khăn áo sâu của 150 quả phụ với trẻ thơ theo mẹ, nhỏ nhất là 2 tháng tuổi, lớn nhất là 5, 10 tuổi. Quang cảnh đượm màu tang chế u buồn, tất cả im lặng và chờ đợi thiếu tướng Loan lên tiếng. Với giọng nói Bắc Pha Huế, ông chia buồn cùng họ, giọng nói nhỏ nhẹ nghẹn ngào. Trong hội trường chợt có những tiếng khóc thút thít. Tôi nhìn ông, bất chợt ông quay mặt đi, tôi kịp thấy có chút ngấn lệ trong mắt ông. Cuối cùng ông cất tiếng nói to hơn, ngày hôm nay tôi tuyển quý bà vào lực lượng cảnh sát để các bà có đồng lương nuôi nấng các cháu. Kể từ ngày hôm nay, các cô, các bà là nữ cảnh sát viên của Ty Thừa Thiên Huế. Nhiều tiếng cảm ơn ông, cảm ơn ông trong đám đông cùng với tiếng khóc. Có lẽ họ đã quá xúc động trước tấm lòng nhân hậu của ông. Ông chợt đến gần một quả phụ đang bồng một hài nhi khoảng hơn một tháng tuổi và hỏi cô ta, bây giờ bà là nữ cảnh sát rồi đó, bà muốn làm gì? Thưa ông, cho em làm chi cũng được, em đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Ông cười và nói lớn để mọi người cùng nghe. Cảnh sát không có việc đi chợ nấu ăn, thôi các bà về, hàng tháng đến gặp cái ông trung úy trẻ Liên Thành này mà lãnh lương, chẳng có việc gì cho các bà các cô cả. Quá hoảng tôi lắp bắp với ông, thiếu tướng, chết em, 150 bà đó, thiếu tướng không phải ít đâu, em chết chắc. Thì cũng mày cho mày chết, mọi người ra về, ông nói riêng với tôi, mày cố gắng lo cho họ đàng hoàng, sức tao chỉ có thể giúp họ ngang đó. Thiếu tướng, hơn 40 năm trôi qua kể từ ngày đó đã bao nhiêu thay đổi cho thân phận và nỗi oan khiên nghiệt ngã của ông. Nhưng 150 quả phụ và hơn 300 trẻ thơ lúc đó mà nay đã hơn 40 tuổi, một số đã may mắn định cư tại Hoa Kỳ. Họ đã nên người, là kỹ sư, là bác sĩ, là luật sư. Tôi đã có dịp gặp lại một số họ. Cả mẹ lẫn con đều nhắc tên ông, Thiếu tướng Loan, với sự kính trọng và lòng biết ơn vô vàn tấm lòng nhân đức của ông. Không có Thiếu tướng Loan cứu mẹ con tôi, chúng tôi đã không có cơm ăn áo mặc. Đó là lời nói của những cô nhi quả phụ năm xưa. Những người mà ông tuyển chọn họ vào nữ cảnh sát tại gia, không hề có một luật lệ thủ tục nào cả. Ngoài ra, cũng phải nói thêm về việc Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan thành lập Trung tâm Phượng Hoàng tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế. Vừa khánh thành xong trại tị nạn tình thương khoảng 12 tiếng, chưa kịp thở, ông lại bày trò chơi khác. Lần này là Trung tâm Phượng Hoàng, một danh từ nghe quá xa lạ với chúng tôi. Đầu tiên, ông bắt dời Trung tâm Văn Khố đã có thời mật thám pháp cho đến Mậu Thân năm 1968. Ông muốn dùng phòng này làm Trung tâm Phượng Hoàng. Thế là phải mất một ngày dời đi chỗ khác. Hồ sơ Văn Khố vừa dời đi thì ván ép, gỗ, đinh búa, máy lạnh ập vào. Và ông tướng lại làm cai thợ. 20 tay cảnh sát viên có tay nghề là thợ mộc, còn tôi là thứ 21, thứ thợ dõm. Dưới quyền chỉ đạo của cai thầu dõm Sáu Lèo, bắt đầu cưa, đục, đóng, nghe điếc tai suốt ngày. Đã thế, thêm anh Sáu Lèo vừa đóng đinh vừa la thét, la lối chỉ trỏ lung tung. Cuối cùng sau một đêm một ngày không ngủ lao động vinh quang, căn phòng rộng mênh mông đã bọc phủ ván ép, máy lạnh chuyên viên điện cũng đã bắt xong. Tôi nói với anh em, sắp chết rồi, sắp chết, mệt quá. Đồ cụ thằng trung úy con nói gì đó. Thì nói gì nữa, bóc lột sức lao động quá xá, gần một ngày một đêm làm mọc, làm học hơi mà ông cai không cho ăn. Chúng mày chưa ăn sao? Đi ăn đi. Ông thọc tay vào túi quần rồi rút tay ra, y như trò chơi năm lớp 4, lớp 3, túi rỗng, ông chẳng có đồng nào. Thấy vậy, viên sĩ quan cấp tá trong ban tham mưu của ông dúi cho chúng tôi khoảng 7-8 ngàn gì đó. Thật ra chúng tôi đã thay nhau đi ăn rồi, nhưng muốn tống tiền anh cai Sáu Lèo để tích trữ tối kéo nhau đi nhậu. Chiến dịch Phượng Hoàng Thừa Thiên Huế. Thế là Trung tâm Phượng Hoàng cấp tỉnh có lẽ là đầu tiên được thành lập từ Mậu Thân năm 1968. Do tôi làm tổng thư ký điều hành Trung tâm Phượng Hoàng Thừa Thiên Huế từ cuối tháng 2 năm 1968 cho đến năm 1975.
Có một điều mà những ai gần gũi và làm việc trực tiếp với Thiếu tướng Loan mới thấy rõ được bản chất thực sự của ông. Ông là một người rất giàu tình cảm, dễ xúc động, bản chất nhân hậu, thương người và điểm đặc biệt khi làm việc rất tận tụy, chi tiết và thông minh lạ thường. Trung tâm Phượng Hoàng vừa thành lập xong, ngày hôm sau tôi đã phải ngồi nguyên ngày với ông để nghe ông giảng bài, để nghe ông nói về mục đích, về điều hành, về phối hợp với các cơ quan tình báo của Việt Nam Cộng Hòa và phối hợp với cơ quan tình báo đồng minh như thế nào trong chương trình Phượng Hoàng, rồi thì cách thức thiết lập hồ sơ hạ tầng cơ sở địch. Ông giảng giải cho tôi như là một ông thầy trong trường tình báo. Sau gần một tháng ở Huế, Thiếu tướng Loan và toàn bộ tham mưu của ông về lại Sài Gòn. Còn nhớ ngày tôi đưa ông xuống phi trường Phú Bài, ông dặn tôi hai việc. Trại tình thương là cố gắng của lực lượng cảnh sát quốc gia chúng ta nhằm giúp đỡ đồng bào tị nạn Huế. Giao lại cho mày, nhớ lo an ninh giúp đỡ đồng bào cho chu đáo. Hai là đám 150 quả phụ đó và đám trẻ mày gắng lo cho họ. Dạ thiếu tướng, em sẽ lo chu toàn, thiếu tướng an tâm. Tâm tư ông chỉ dành cho đồng bào Huế và các cô nhi quả phụ. Trước giờ chia tay, ông băn khoăn và bệnh rịnh không đành. Tại sân bay Phú Bài, tôi và ông đứng cạnh máy bay đợi anh em cảnh sát chất hàng lên. Tất cả là những vật dụng ông đem ra từ Sài Gòn. Trong đó có 4 xe jeep của các sĩ quan trong bộ tham mưu và một chiếc của ông. Chiếc xe của ông là chiếc chót được đưa lên máy bay, thì bỗng ông cho lệnh đem nó xuống lại và tài xế lái xe đậu gần ông. Ông lấy chìa khóa xe trong tay viên tài xế và giao cho tôi. Cho mày, chiếc xe này đủ mọi thứ trên đó. Mày cần để làm việc, chỉ có chiếc máy truyền tin Motorola trên xe thì trả lại cho tao vì khác tần số ở đây. Tôi chưa kịp nói câu gì, cho dù là hai tiếng cảm ơn, thì ông vỗ vai tôi và đi thẳng lên máy bay, chẳng thèm nhìn lại. Ngày 5 tháng 5 1968, Việt Cộng mở đợt hai tổng công kích vào thủ đô Sài Gòn. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã cùng với các đơn vị cảnh sát can trường của ông lại xông pha trận mạc, chiến đấu ngày đêm trên đường phố Sài Gòn Chợ Lớn. Ở đâu có hình bóng ông là ở đó tinh thần anh em cảnh sát dậy sóng theo bước chân ông. Oan Kiên Thai lần này, Hùng Thiên đã bị sa cơ. Thiếu tướng Loan đang cầm súng chiến đấu bên cạnh những người lính cảnh sát của ông y như một khinh binh, thì ông bị địch bắn trọng thương vào hai chân ngay tại trên cầu Phan Thanh Giản Sài Gòn. Ông ngã quỵ. Một anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và của lực lượng cảnh sát quốc gia đã ngã quỵ. Ông đã gục ngã cả thân xác lẫn cuộc đời của một anh hùng hào kiệt của một tướng lãnh không quân Việt Nam Cộng Hòa và cảnh sát quốc gia. Những cay đắng nghiệt ngã nhất của cuộc đời bắt đầu đến với ông ngay ngày đó, cũng vì chỉ vì tấm hình oan nghiệt mà gã thợ ảnh Edgar Adams, phóng viên của hãng AP, đã chụp vào trước đó trong đợt một tổng công kích của Việt Cộng tại Sài Gòn. Edgar Adams và tấm hình của anh ta đã đốn ngã đời của thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan một cách tàn bạo. Sau này anh ta gào thét phân trần hối hận vì hành động tung ra bức hình oan nghiệt đó, nhưng tất cả đã muộn. Ngày ông bị trọng thương, ông được chở sang Úc để chữa trị, nhưng công luận Úc phản đối. Người ta xem sinh mạng của một tên Việt Cộng giết người tàn bạo lớn hơn một vị tướng lãnh đem cả cuộc đời bảo vệ dân tộc đất nước. Người ta hành hạ ông trên nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Người ta lại chở ông sang bệnh viện Walter Reed Army Medical Center tại Washington DC, Hoa Kỳ. Ông cũng lại gặp sự quay lưng ngoảnh mặt của những kẻ mà trước đó ông đã từng xả thân cứu họ. Những công dân của một quốc gia dân chủ và công bằng nhất thế giới mà lại đối xử với ông như một kẻ man rợ, như những người đã cạn lòng nhân đạo, thấy chết vẫn không cứu. Ngu xuẩn và vô lương tâm nhất chính là những dân biểu trong quốc hội. Họ cũng chống đối một kẻ đang bị thương trầm trọng, cần được chữa trị cấp thời. Họ cũng xem sinh mạng của một tên đặc công Việt Cộng là quý giá hơn người bạn đồng minh của họ. Thật phũ phàng, chính tướng Loan lại là bạn bè đồng minh và là ân nhân của công dân của họ, đã cứu nhiều sinh mạng người Mỹ trong trận đánh Mậu Thân. Lần nữa, thiếu tướng Loan bị từ chối chữa trị, ông trở về với đôi chân tật nguyền khập khiễng. Ông giải ngũ, rời khỏi đời sống quân đội, nơi mà ông đã suốt đời tận tụy với tấm lòng ái quốc mà không ai có thể phủ nhận. Ngày tháng còn lại ông để hết
thì giờ giúp trẻ mồ côi, ông đã viết và biết gì về Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan? Những gì tôi biết về ông quá ít và quá hạn hẹp vì thời gian gần ông và làm việc cạnh ông không bao nhiêu, có một người rất thân cận với ông và cùng sát cánh với ông trong những giờ phút điêu linh và nguy nan nhất của Tổ quốc và dân tộc như biến động miền Trung năm 1966, Mậu Thân năm 1968, đó là Đại tá Trần Minh Công, nguyên trưởng ty Cảnh sát Quốc gia thị xã Đà Nẵng năm 1966, trưởng ty Cảnh sát Quốc gia quận 2 thủ đô Sài Gòn năm 1966 và sau đó là Viện trưởng Học viện Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Xin nhường lời để Đại tá Trần Minh Công nói về Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan. Nhìn phong cách và diện mạo của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, nhiều người cứ tưởng lầm ông là một bạo tướng, nhưng nhiều lần tôi đã chứng kiến ông ngồi khóc một mình, hiểu ra mới biết ông là một người rất giàu tình cảm. Ông thương yêu thuộc cấp và sống chết với họ. Kể cả khi ông bắt gặp đàn em làm vậy, ông cũng không nỡ trừng phạt, mà chỉ răn đe để họ cải sửa. Mỗi khi thuộc cấp hy sinh tử trận, ông khóc thương nước mắt đầm đìa. Khi thượng cấp hiểu lầm, ông cũng khóc. Ông kể lể: tao phục vụ quốc gia, dân tộc, chứ tao đâu có phục vụ cho cá nhân nào. Tướng Nguyễn Ngọc Loan là một vị tướng trí thức trong hàng ngũ tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa. Tướng Loan là một người rất can đảm, một cấp chỉ huy tài ba và là một vị anh hùng dân tộc. Ít có một vị tướng nào lại cầm súng chiến đấu ngoài mặt trận như một người lính bình thường bên cạnh những người lính khác. Nếu không có tướng Loan xông pha bảo vệ thủ đô Sài Gòn trong dịp Tết Mậu Thân, tôi nghĩ Sài Gòn sẽ không khác gì Huế. Và đây là nhận xét và hối hận của Adria Adams, thợ nhiếp ảnh của hãng thông tấn AP, kẻ đã đưa cuộc đời của một anh hùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào khúc quanh u uất nghiệt ngã. Tôi mặc đồ dạ hội sang trọng để lãnh giải thưởng và tiền thưởng về bức hình đó tại Đại hội nhiếp ảnh tại Hòa Lan. Khi ban nhạc trỗi bài quốc ca Hoa Kỳ, tôi bật khóc. Không phải tôi khóc vì sung sướng, mà khóc cho tướng Loan. Cho tới giờ phút đó, tôi vẫn chưa ý thức được việc tôi đã làm. Khi chụp tấm hình đó, tôi đã hủy hoại đời ông tướng vì ông bị dân chúng ở cả nước ông lẫn Hoa Kỳ lên án vì tội giết tù binh chiến tranh. Trong bất cứ cuộc chiến nào, người ta vẫn cùng làm như vậy, nhưng hiếm có nhiếp ảnh viên nào chụp được mà thôi. Tướng Loan là một vị anh hùng của chính nghĩa. Bức hình tôi chụp đã lừa dối công luận, vậy mà mọi điều nhục nhã lại đổ trên đầu con người này. Sau này, khi Adams đến thăm tướng Loan tại một thành phố Springfield, VA, khi nhắc đến tấm hình oan nghiệt năm xưa, tướng Loan không hề nói một lời oán trách Adia Adams, mà ngược lại ông còn an ủi Adams. Ông làm nhiệm vụ của ông, tôi làm nhiệm vụ của tôi, chỉ có thế thôi. Khổng phu tử sống lại cũng chỉ có thể nói được câu đó. Ông đúng là một người luôn sống với một tấm lòng, một tâm hồn quân tử. Adams xúc động trước lời nói cao thượng đó của tướng Loan. Kể từ đó họ trở thành hai người bạn thân. Trong cuộc chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tác giả Phạm Phong Đinh đã viết về Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan cùng lực lượng cảnh sát quốc gia, trong đó có cảnh sát giả chiến, chịu trách nhiệm đánh địch tại lãnh thổ cách quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5. Các chiến hữu cảnh sát liên tục mở các cuộc hành quân loại địch ra khỏi dân chúng. Tuy nhiên, khi mặt trận Hàng Xanh nổ lớn, Thiếu tướng Loan đã điều động cảnh sát giả chiến và đích thân ông chiến đấu sát cánh với chiến sĩ Mũ Nâu tiểu đoàn 30, biệt động quân của liên đoàn 5, biệt động quân. Các thám thính xa V-100 của cảnh sát cũng đã được gửi tăng viện mặt trận. Quân ta tiến vất vả và bị chặn trên khắp mặt trận là bởi vì bọn Việt Cộng mang rợ lưu manh, chúng lùa thường dân, đàn bà, người già và trẻ em làm bia đỡ đạn hoặc dùng súng bắn chặn, không cho đồng bào di tản ra khỏi khu vực giao tranh. Các chiến sĩ cảnh sát quốc gia đã được Thiếu tướng Loan điều động đến can quét khu Việt Cộng ở Thị Nghè,
gia đình của một đại úy cảnh sát trong khu vực này chạy không kịp đã bị Nguyễn Văn Lém từ bãi lớp đại úy đặc công Việt Cộng tàn sát man rợ. Những dòng lệ khóc thương thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan. Ngày 14 tháng 7 năm 1998, lúc 20 giờ, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan vĩnh biệt mọi người, vĩnh viễn ra đi để lại phu nhân, 5 người con và 9 cháu nội ngoại. Ông hưởng thọ 68 tuổi. Kính thiếu tướng ra đi vào ngày 14 tháng 7 năm 1998. Mãi đến ngày hôm sau, chúng tôi mới nhận được tin thiếu tướng mất. Hôm chết để gia, người chết để tiếng, ông đã để lại sự kính trọng và lòng biết ơn của rất nhiều anh em chúng tôi, một kẻ đã một thời phục vụ với dưới quyền ông. Ông đã để lại những ân tình, ân nghĩa trong lòng người dân Huế, trong lòng xứ Huế, nơi mà ông đã sinh ra và lớn lên. Ông đã để lại nỗi xúc động và những ân nghĩa khắc sâu trong lòng 150 quả phụ và trên 300 cô nhi. Khi chồng, cha của những người này, những chiến hữu thuộc cấp của ông, đã hy sinh vì bổn phận và trách nhiệm của nhân viên công lực tại Huế vào Mậu Thân năm 1968. Ông đã để lại những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của nhiều ngàn người Huế trong trại tị nạn Tình Thương, ngôi trại mà chính ông đứng ra xây cất cho đồng bào tị nạn vào Mậu Thân tại Huế khi mà tháng 5 Mậu Thân 1968 tôi báo cho họ biết là Thiếu tướng Loan đã bị trọng thương trong một trận đánh với Việt Cộng tại Sài Gòn. Tôi nhớ và nhớ rất rõ đã bắt gặp những giọt nước mắt của ông khi ông nhìn thấy nỗi cơ cực của đồng bào trong các trại tị nạn thành phố Huế. Mắt đỏ, mặt thật u buồn khi ông gặp 150 quả phụ và hơn 300 trẻ thơ tại hội trường Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế. Trong ngày đầu, ông tuyển họ làm nữ cảnh sát tại gia để những người đó có cơm ăn áo mặc, để trên 300 cô nhi kia cũng nhờ tấm lòng nhân đức của ông mà chúng đã lớn khôn thành những người lương hảo. Ngày chia tay Huế tại phi trường, ông chỉ dặn dò tôi chăm sóc đồng bào và các cô nhi quả phụ cảnh sát quốc gia, ngoài ra không có lời nào khác. Có ai yêu nước thương dân hơn ông không? Tôi không biết, nhưng tôi biết chắc rằng khi điểm lại lịch sử, ông quả thật là một bậc hào kiệt trí thức, khí phách quân tử can trường, thương dân, thương lính hơn cả bản thân mình. Một điều nữa, bên cạnh sự dũng mãnh tự tin hiếm có, thiếu tướng còn là một người quá giàu tình cảm, dễ xúc động. Lệ ông đã rơi không biết bao nhiêu lần cho Mậu Thân Huế, cho người dân và cho cuộc chiến bi thảm này. Thiếu tướng cõi đời này có mấy ai nhận được những dòng lệ tiếc thương từ trái tim những người không phải là thân nhân của mình khi mình nằm xuống? Chỉ có ông Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa 1966-1968. Ông đã đem sinh mạng và danh dự của đời ông hy sinh bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sinh mạng cho đồng bào, để rồi ông phải gánh chịu những đau đớn về thể xác và những oan khiên, nghiệt ngã về tinh thần. Đời thật quá bất công, vô ơn và phũ phàng. Tôi vẫn nhớ ông dặn tôi, họ nói gì thì kệ họ, trách nhiệm và bổn phận của mình phải làm. Kính thiếu tướng, tôi không thể nói, họ nói gì kệ họ về thiếu tướng. Xin ông an nghỉ, cõi đời phiền muộn này ông đã dứt áo ra đi. Cái mà ông không thể đem theo được là lòng thương tiếc, sự kính trọng của rất nhiều chiến hữu và đồng bào đối với ông. Lịch sử kính trọng ông, đó là điều vĩnh cửu. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, vĩnh biệt thiếu tướng.